Long uy chiến thần, Uy Long, Huy Vũ. Chương 776 bao trọn tầng 26. Vâng, Lệ Uy Long, Trần Kiệt, Vũ Hải và tất cả binh lính đều đồng thanh đáp. Bây giờ chúng ta xuất phát, Quốc Vương Long Quốc nói. Quốc Vương, Phạm Cương và Trương Minh Nguyệt vừa mới đi, vẫn chưa chuẩn bị tốt, chúng ta hãy đợi nửa tiếng nữa rồi hẵng đến đó. Lệ Uy Long nói. Được vậy hãy làm theo ý kiến của hộ soái lê, đợi nửa tiếng nữa. Quốc vương Long Quốc nói. Thế là, quốc vương Long Quốc và các quan chức dừng lại ở sân bay, đợi sau khi Phạm Cương và Trương Minh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, họ mới đến khách sạn Thiên Long để họp. Phạm Cương dẫn đầu cấp dưới đến khách sạn Thiên Long, trực tiếp tìm đến ông chủ của khách sạn Thiên Long, muốn bao chọn tầng 26 của khách sạn này. Ông chủ của khách sạn Thiên Long quen biết Phạm Cương, lần trước, Phạm Cường đã bao chọn toàn bộ khách sạn Thiên Long cho Lê Uy Long, vì Lê Uy Long muốn tổ chức một hôn lễ mà cả thế giới phải nhìn vào. Bây giờ Phạm Cương lại tới bao khách sạn, ông ta sao dám sơ suất chứ? Tướng quân Phạm, các tướng sĩ đã chiến đấu anh dũng trong trận chiến đẫm máu ở thành phố Quốc Hòa, đã tiêu diệt kẻ thù xâm lược, mới giữ lại được khách sạn Thiên Long này. Đừng nói chỉ cần tầng 26 của khách sạn Thiên Long, cho dù là toàn bộ khách sạn Thiên Long đi nữa, tôi đều có thể để mọi người ở đây miễn phí ông chủ của khách sạn Thiên Long rất hiểu rõ đại nghĩa mà nói. Ông ta đã biết Phạm Cương là tướng ba sao, hơn nữa lại dẫn đầu binh lính chiến đấu trong trận chiến đẫm máu ở thành phố Quốc Hòa, lập được nhiều thành tích. Nhân vật như thế, đến ở khách sạn Thiên Long, đó chính là một vinh hạnh cho khách sạn Thiên Long A. Chúng tôi không thể khoa trương lãng phí, chỉ cần một tầng là đủ rồi, bao tầng 26 ba ngày, cuối cùng là bao nhiêu tiền? Phạm Cương hỏi. Phạm Tướng Quân, những tướng sĩ đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và xương máu trong việc bảo vệ thành phố Quốc Hòa, tôi thực sự muốn miễn phí cho mọi người vào ở, đây là một chút tâm ý của tôi, xin cậu hãy thành toàn cho tôi." Ông chủ khách sạn Thiên Long nói. "Đây không phải là chúng tôi ở, ông là người làm kinh doanh, đâu có đạo lý gì mà không thu tiền chứ?" Phạm Cương nói. "Vậy thì là đặt cho ai ở?" Ông chủ khách sạn Thiên Long hỏi. "Ông không cần hỏi nhiều như vậy, đây không phải là những điều ông nên hỏi." Cuối cùng bao nhiêu tiền, ông nói đi. Phạm Cương đương nhiên sẽ không nói cho ông chủ khách sạn Thiên Long biết, là quốc vương Long Quốc và các bộ trưởng đi cùng sẽ đến ở trong khách sạn Thiên Long này. Audio điện tử Võ Tấn bền. Thành phố Quốc Hòa bây giờ tuy đã bình định chiến loạn rồi, nhưng tình hình vẫn còn rất phức tạp, không biết có bao nhiêu đặc công của địch muốn tiến vào thành phố Quốc Hòa. Hành tung của quốc vương Long Quốc chắc chắn phải tuyệt mật quốc vương Long Quốc sau khi lên máy bay rồi, mới gửi đi mật báo về chiến trường phía Nam, không cần nghĩ cũng biết, mức độ bảo mật tuyệt mật như thế nào. Nếu để ông chủ của khách sạn Thiên Long biết được quốc vương Long Quốc đang ở trong khách sạn Thiên Long của ông ta, đến lúc không e rè tuyên dương làm quảng cáo, không phải sẽ làm hỏng chuyện lớn sao? Được, vậy thì bất kể là ai vào ở khách sạn Thiên Long, chỉ cần là khách của Phạm Tướng Quân, tôi đều sẽ không thu tiền, xin Phạm Tướng Quân cho tôi một cơ hội, để biểu đạt thành ý của mình. Ông chủ khách sạn Thiên Long nói, đương nhiên ông ta biết, chỉ cần là khách của Phạm Cương, vậy thì nhất định không phải nhân vật đơn giản. Lần trước Phạm Cương bao toàn bộ khách sạn Thiên Long là vì hộ soái Lê Uy Long mà bao chọn. Lần này, nhất định cũng là vì nhân vật lớn nào đó mà bao chọn tầng 26. Ông chủ khách sạn Thiên Long thông minh, nhưng ông ta nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được rằng, lần này Phạm Cương bao chọn tầng 26 của khách sạn Thiên Long, là vì quốc vương Long quốc. Tuy lần này chỉ bao một tầng, nhưng mà cấp bậc của vị khách này còn cao hơn cả hộ soái Lê Uy Long đã bao toàn bộ khách sạn Thiên Long lần trước. Phạm Cương thấy ông chủ khách sạn Thiên Long kiên quyết không muốn thu tiền, anh ta chỉ đành nói, "Được rồi, vậy thì cứ thế đi, tôi không phụ ý tốt của ông nữa, bây giờ bắt đầu phong tỏa, đem những người ban đầu sống ở tầng 26 mời đi." "Không vấn đề gì, tôi lập tức sẽ sắp xếp người đi xử lý ngay." Ông chủ khách sạn Thiên Long nói: "Ngoài ra, tôi còn muốn phòng họp tốt nhất ở khách sạn Thiên Long." Phạm Cương nói: "Chương 777 Cảm ơn trời đất đã phù hộ cho nhà họ Chu." "Cái này hoàn toàn không có vấn đề gì a, à. phòng họp của khách sạn Thiên Long, mọi người có thể tùy ý sử dụng." Ông chủ khách sạn Thiên Long nói. Sau khi thương lượng ổn thỏa, ông chủ của khách sạn Thiên Long yêu cầu nhân viên dưới quyền của mình bắt đầu phong tỏa, dọn sạch sẽ tầng thứ 26. Phạm Cương sai tướng sĩ canh gác ở khách sạn Thiên Long, mỗi tầng đều sắp xếp binh lính đứng gác, ở tầng 26, càng được canh gác nghiêm ngặt hơn. Trương Minh Nguyệt là đặc công dẫn đầu tổ đặc công xe đầu, đích thân đến phòng họp để kiểm tra, bảo đảm chắc chắn rằng không bất kỳ thiết bị nghe lén hoặc đồ vật nguy hiểm nào. Kiểm tra hoàn tất, sau khi xác nhận phòng họp đã an toàn, Trương Minh Nguyệt dẫn theo một số đặc công đích thân đến đóng giữ ở tại phòng họp, những đặc công còn lại được sắp xếp ở nhiều nơi bí mật khác nhau ở khách sạn Thiên Long để theo dõi mọi động tĩnh xung quanh khách sạn Thiên Long này. Sau nửa giờ đồng hồ, Lệ Uy Long và các tướng bắt đầu cùng quốc vương Long Quốc đi đến khách sạn Thiên Long. Trên đường đi, đều có xe mở đường, hàng nghìn tướng sĩ tháp tùng, oai nghiêm, dũng mãnh tiến về khách sạn Thiên Long. Đội hình lớn mạnh như vậy đã thu hút không ít người xem. Quốc vương Long Quốc và các vị bộ trưởng, cùng Lê Uy Long và các tướng lĩnh khác, đều ngồi trong xe chống đạn, kính được tạo ra bởi công nghệ đặc biệt, đám đông xung quanh đều không thể nhìn thấy bọn họ. Lê Uy Long đã yêu cầu Bình Loan dẫn theo người bảo vệ, để duy trì trật tự trên đường, ngăn không cho quần chúng đến gần. Nhà họ chu sớm xuất phát từ thành phố Bắc Giang, sau đó đã trở về nhà của họ ở thành phố Quốc Hòa. Nhà họ chu không có bị khói lửa chiến tranh phá hủy, vẫn còn nguyên vẹn. Cuối cùng cũng đã trở về rồi. Cảm ơn trời đất đã phù hộ cho nhà họ Chu của tôi, không bị khói lửa chiến tranh phá hủy." Bà cụ Chu đứng ở cổng lớn nhà họ Chu, xúc động nói. "Mẹ ơi, đây không phải là nhờ trời giúp, là những tướng sĩ Long Quốc của chúng ta đã chiến đấu đẫm máu, thể sống chết chống lại kẻ thù bên ngoài, mới có thể giữ lại được nhà họ Chu của chúng ta không bị tàn phá bởi khói lửa chiến tranh." Chu Thiệu Huy nói. "Đúng a, à, thật không ngờ được rằng, con rể của nhà họ Chu chúng ta vậy mà lại thực sự là tướng soái của cuộc kháng chiến lần này, là một công thần lớn. Kim Ngọc cũng nói, bây giờ đừng nói những chuyện này nữa, mau chóng gọi điện thoại hỏi lệ Ngọc thử, tình hình của nó và phi dương hiện tại thế nào rồi. Bà cụ chu nhớ đến mình và hộ soái Lê Uy Long đoạn tuyệt quan hệ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chuyện đã đến mức này rồi, đã không còn có thể vãn hồi. Hiện tại bà ta chỉ muốn biết tình hình cụ thể của cháu gái Chu Lệ Ngọc và cháu trai Chu Phi Dương của mình được rồi con sẽ lập tức gọi điện thoại cho lệ ngọc kim ngọc nói xong lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho chu lệ ngọc chu lệ ngọc bởi vì tình trạng vết thương quá nghiêm trọng đã hôn mê suốt đêm qua dưới sự điều trị của các bác sĩ quân y đến sáng cô ta mới tỉnh lại khi vừa mới tỉnh lại đầu óc của cô ta vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm đợi khi cô ta càng ngày càng tỉnh táo nhớ tới chuyện em trai chu phi dương của mình bị lê uy long hạ lệnh dẫn đi cùng với người nhà họ trần cô ta dự đoán được hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng khi cô ta định gọi điện thoại báo với nhà họ chu về việc này thì mẹ cô ta kim ngọc cũng gọi điện thoại đến cô ta ngay lập tức nghe điện thoại không đợi kim ngọc mở lời cô ta đã nói trước mẹ ơi xảy ra việc lớn không hay rồi kim ngọc sửng sốt hỏi lệ ngọc con và phi dương không phải đã được cứu ra rồi sao còn có việc lớn không hay gì nữa chứ. Phi Dương bị Lê Uy Long hạ lệnh bắt đi rồi, Chu Lệ Ngọc lo lắng nói. Kim Ngọc ngay tức khắc lại sửng sốt, bà ta có chút không dám tin vào tai của mình, con đang nói cái gì vậy? Làm sao Phi Dương lại bị Lê Uy Long bắt đi? chương 778 Phi Dương phản quốc theo địch rồi. Phi Dương nó, nó, Chu Lệ Ngọc không dám nói cho Kim Ngọc biết, Chu Phi Dương phản quốc đi theo địch, chuyện này, cô ta lo lắng bà ta biết được chuyện chu phi dương phản quốc đi theo giặc sẽ không chịu nổi phi dương cuối cùng là đã làm sao con mau nói cho mẹ nghe đi kim ngọc lo lắng hỏi mẹ trước khi con nói mẹ phải chuẩn bị tâm lý nha chu lệ ngọc nói cuối cùng là chuyện gì con mau nói đi mẹ đã chuẩn bị tâm lý rồi kim ngọc nói phi dương nó nó phản quốc đi theo địch chu lệ ngọc cảm thấy chuyện này không có cách nào che giấu được sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nên vẫn ấp á ấp úng nói ra. Kim Ngọc nghe xong, ngay lập tức giống như bị sét đánh, trong đầu ong ong như búa bổ. Cái gì, Phi Dương làm sao có thể phản quốc đi theo địch chứ? Điều này là không thể, tuyệt đối không thể. Kim Ngọc không dám tin, con trai mình thực sự sẽ làm ra cái chuyện đáng chết như phản quốc đi theo kẻ địch. Mẹ, cái này là con tận mắt nhìn thấy, lẽ nào còn giả được chứ? Phi Dương với người nhà họ Trần, cùng nhau phản quốc đi theo địch. Chu Lệ Ngọc nói, Phi Dương nó không phải đi đến nhà họ Trần đón con sao? Làm sao lại cùng nhà họ Trần đi theo địch được? Kim Ngọc hoài nghi không hiểu hỏi. Nó đến nhà họ Trần đón con, chỉ là một cái cỡ, mục đích thực sự là muốn cùng nhà họ Trần đi theo địch. Chu Lệ Ngọc nói, không thể, không thể nào, nó không phải cùng con bị binh lính của nước liệp ưng đánh tàn nhẫn sao? Nếu nó đầu hàng kẻ thù, làm sao nó lại bị đối xử như vậy, làm sao có thể cùng con bị đánh tàn nhẫn như thế. Kim Ngọc vẫn là không dám tin được rằng con trai của mình lại phản quốc mà đi theo địch, làm hán gian. Mẹ, mẹ đừng thắc mắc nhiều như vậy, bất kể là mẹ tin hay không tin, việc phi dương phản quốc mà đi theo địch đã là sự thật. Nếu không ngoài dự đoán của con, nó và người nhà họ Trần sẽ bị giết chết. Chu Lệ Ngọc nói, Kim Ngọc nghe con gái nói như vậy, ngay lập tức run cả người, nơm nớp lo sợ nói, Lệ Ngọc, đừng làm mẹ sợ, con không thể tùy tiện đùa như vậy được, con đừng có đùa kiểu này với mẹ, mẹ không thể chịu được cú sốc này đâu. Mẹ, con thực sự không nói đùa với mẹ, chuyện này thật sự là sự thật, mẹ vẫn là nên mau chóng thương lượng với bố và bà, làm cách nào để cứu được Phi Dương đi ạ. À? Nếu không thì mọi chuyện sẽ quá muộn không kịp nữa đâu." Chu Lệ Ngọc lo lắng nói. "Được, được rồi, mẹ sẽ ngay lập tức thương lượng với bố và bà của con." Kim Ngọc nghe con gái nói chuyện nghiêm túc như vậy, một chút cũng hoàn toàn không giống như đang đùa, cuối cùng đành lựa chọn tin tưởng. Sau khi Kim Ngọc cúp điện thoại, bà ta hoàn toàn chết lặng. Mọi người nhà họ Chu ở bên cạnh Kim Ngọc nghe bà ta nói chuyện với Chu Lệ Ngọc, cũng nghe được một chút. Nhìn thấy Kim Ngọc cúp điện thoại, Chu Thế Huy nóng lòng hỏi bà ta, "Kim Ngọc, Lệ Ngọc vừa rồi nói cái gì vậy?" Lệ Ngọc nói, "Phi Dương đã bị bắt đi rồi." Kim Ngọc nói, "Không phải Lê Uy Long đã giải cứu Phi Dương ra rồi sao?" nó lại bị ai bắt đi rồi chu thế huy hỏi phi dương là được lê uy long cứu ra nhưng lại bị lê uy long bắt lại rồi kim ngọc nói lê uy long đã cứu phi dương ra tại sao lại bắt nó lại chu thế huy hỏi phi dương nó cuối cùng là xảy ra chuyện gì làm sao lại có thể bị bắt đi bà cụ chu cũng sốt ruột hỏi phi dương nó phản quốc đi theo địch bị lê uy long hạ lệnh bắt đi cùng với người nhà họ trần đều bị bắt nhốt kim ngọc nói nghe được kim ngọc nói như vậy cả nhà họ chu đều chết lặng làm sao lại như thế được phi dương làm sao có thể cùng nhà họ trần thông đồng làm bậy phản quốc mà đi theo địch được chu thế huy vốn đã hoảng loạn không dám tin được con trai mình vậy mà lại có thể làm ra cái loại chuyện phản quốc đi theo địch này tôi biết làm sao với nó đây nên làm sao bây giờ kim ngọc bắt đầu hoang mang lo sợ phi dương cái đứa trời đánh này Trước đây nó đã từng đề xuất việc phản quốc theo địch với chúng ta, không ngờ được rằng nó lại thật sự phản quốc mà đầu hàng kẻ địch. Đây là nỗi ô nhục của nhà họ Chu chúng ta, nó đã làm nhục tổ tiên nhà họ Chu của chúng ta rồi." Bà cụ Chu tức giận nói. "Mẹ ơi, những lúc như thế này, mẹ trước tiên đừng nói những chuyện này, nhanh chóng nghĩ cách cứu Phi Dương đi." Kim Ngọc nói. "Cứu? Làm sao cứu? Phản quốc đi theo địch, từ xưa tới nay đều là tội chết, không ai có thể cứu được nó." Nếu đổi lại là thời cổ đại, thì sẽ tịch thu tài sản giết hết cả nhà, liên lụy đến chín họ rồi. Bà cụ chu giận dữ nói. Bà ta đã sống đã bao nhiêu năm rồi, đương nhiên biết hậu quả nghiêm trọng của việc phản quốc mà đi theo địch, không còn ai có thể cứu được nữa. Lệ Uy Long là con rể của nhà họ Chu, là anh rể của Phi Dương, chỉ cần chúng ta cầu xin Lệ Uy Long, bảo nó khoan dung mở cho một đường thoát, thì Phi Dương có thể được cứu rồi. Lệ Uy Long là hộ soái, cậu ta sẽ không nhân từ mà nương tay đâu, cậu ta nhất định sẽ vì việc nước mà quên tình thân. Vì tiền đồ của chính mình, cậu ta không thể bỏ qua cho Phi Dương được. Hơn nữa, cậu ta sớm đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu của chúng ta rồi, cho dù chúng ta có cầu xin cậu ta như thế nào, cậu ta cũng sẽ không nể mặt chúng ta đâu. Bà cụ Chu nói, Lệ Uy Long tuy sẽ không nể mặt nhà họ Chu chúng ta, nhưng mà cậu ta luôn răm rắp nghe lời nhược mai, chúng ta có thể cầu xin nhược mai, bảo nó đi cầu xin Lê Uy Long, Lê Uy Long nhất định sẽ nghe lời nó mà." Kim Ngọc nói. "Đúng vậy, nếu muốn cứu Phi Dương, chỉ có thông qua Nhược Mai, nhờ nó xin cậu ta. Nếu không thì Phi Dương thật sự sẽ bị xử tử." Chu Thế Huy cũng nói. Chương 779 cuộc họp bí mật. Đánh chết tên xúc sinh này đi, tội thông đồng với địch phản quốc như nó có chết cũng không hết tội, chúng ta cũng không cần làm nhược mai khó xử nữa, thằng nhóc đó quả thật rất đáng chết." bà chu lúc này tức giận đến mức không còn màng đến chuyện sống chết của chu phi dương nữa mẹ phi dương là cháu trai duy nhất của mẹ lúc này mẹ nhẫn tâm trơ mắt nhìn nó đi vào chỗ chết sao bà kim ngọc lên tiếng vậy con đi hỏi nhược mai thử xem sao bà cụ chu nói xong liền mềm nhún cả người những lời vừa rồi nói ra cũng chỉ do trong lúc nhất thời tức giận chỉ một lời nói trong lúc tức giận của bà chu cũng đủ khiến chu phi dương cảm giác như chết đi sống lại Chu Phi Dương là cháu trai duy nhất của nhà họ Chu, vì sự kế nghiệp của cả gia đình, bà ta tất nhiên bằng bất cứ giá nào cũng không thể để đứa cháu trai duy nhất này phải mất mạng. Nếu Phi Dương gặp chuyện gì bất chắc, cả dòng họ Chu này coi như liền bị chặt đứt con đường hương khói, không ai kế nghiệp về sau. Lúc này, đoàn người của quốc vương Long Quốc cũng đã đến khách sạn Thiên Long. Khách sạn lúc này đã được canh gác nghiêm ngặt, người ngoài khó có thể tiếp cận vào được, những người khách đang muốn vào khách sạn đều bị chặn lại ở đại sảnh lầu 1, lối vào thang máy ở mỗi tầng đều có người luân phiên canh gác cần mật. Cả nhân viên phục vụ tại đại sảnh tầng 1 cũng không được phép sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh. Phạm Cương cũng đã an bài ổn thỏa người của mình đến trước cửa khách sạn sẵn sàng tiếp đón khách khứa. Lê Uy Long, Trần Kiệt, Vũ Hải, Lê Lương Quân cùng nhiều người khác hộ tống quốc vương Long Quốc suốt con đường đi vào khách sạn. Sau đó, Bọn họ trực tiếp hướng về phía thang máy đi lên tầng 26 rồi tiến thẳng vào phòng họp. Các hành lang trên tầng 26 lúc này đều được canh gác chặt chẽ. Trương Minh Nguyệt và một số đặc công cấp cao của Shadow Group cũng đang canh luân phiên canh giữ liên tục trước cửa phòng họp. Sau khi vào phòng họp, thấy mọi người đều đã bắt đầu ổn định vị trí. Quốc phương Long Quốc lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Hôm nay tôi mời mọi người đến tham gia cuộc họp bí mật này nguyên nhân chính là muốn cùng mọi người thảo luận một chuyện khá hệ trọng. Mọi người nghe Quốc Vương nói muốn bàn bạc gì đó đều tập trung cung kính lắng nghe. Quốc Vương từ trước tới giờ hiếm khi chủ trì một cuộc họp trực tiếp trừ phi đó là chuyện rất quan trọng. Không để mọi người đợi lâu, anh ta lập tức đi thẳng vào chủ đề chính của cuộc họp. Lần này năm nước Liệp Ưng, Cự Hùng, Sư Quốc, Lang Quốc dẫn giao cùng liên minh phát động chiến tranh xâm lược, đối đầu trực tiếp với Long Quốc chúng ta, may mắn hiện tại chúng ta cũng đã đánh bại được họ và trục xuất bọn họ khỏi Long Quốc nhân cơ hội này, các người nghĩ Long Quốc của chúng ta có nên thừa thắng sông lên, đưa quân viễn trình thống trị các nước này hay không? Ngay khi lời anh ta vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhất thời im lặng. Không ai có thể ngờ rằng quốc vương Long Quốc thực sự có ý định đưa quân đi chinh phạt. Một lúc sau, một trong những vị tướng tham gia cuộc họp nói. Quốc vương, cho dù thế lực của Long Quốc chúng ta có mạnh đến đâu nhưng khi xuất binh viễn trình đối đầu với năm quốc gia còn lại thì e rằng thực lực bên ta cũng có phần tiêu hao tổn thất không ít. Đúng vậy, ngoại trừ Sư Quốc và Lang Quốc, ba quốc gia còn lại đều bị ngăn cách bởi đại dương rộng lớn, còn thường xuyên cải gián điệp đến do tham động tĩnh bên ta. Do đó kế hoạch của chúng ta cũng khó có phần thực hiện thành công được. Một vị tướng quân khác cũng đồng thời đưa ra ý kiến. Chúng ta cũng đều biết thảm họa do chiến tranh gây ra có biết bao nhiêu tàn khốc. Chúng ta đều là những con người yêu chuộng hòa bình, miễn là họ không làm gì ảnh hưởng đến an nguy của chúng ta, chúng ta cũng không nên tự rước vào mình một cái thảm họa lớn như vậy, tôi nghĩ kế hoạch này hay là thôi đi." Một vị tướng khác cũng tán đồng quan điểm. Mọi người nghe nói ba vị tướng quân phản đối lại kế hoạch xuất chinh lần này nhất thời đều cảm thấy cũng có chút hợp lý. Cả phòng họp lại lâm vào một trận trầm mặc quốc phương trực tiếp đánh vỡ bầu không khí im lặng đó liền mở miệng. Những gì ba người nói cũng hợp lý nhưng tôi còn muốn suy xét thêm ý kiến của nhiều người nữa. Có ai còn ý kiến nào khác nữa không? Lúc này, tướng bốn sao Vũ Hải nghe vây liền lên tiếng. Tôi cho rằng tham vọng của bọn họ e rằng cũng không khác chúng ta là bao. Bây giờ chúng ta không tiêu diệt bọn họ thì sớm muộn gì họ cũng đoàn kết lại để tấn công chúng ta. Do đó, tôi cảm thấy rằng tốt nhất chúng ta nên nên tận dụng thời cơ này khi thực lực của bọn họ còn đang suy yếu, dứt khoát tiêu diệt hết bọn họ một lần này để tránh đỡ những rắc rối trong tương lai. Tướng quân Vũ Hải, ông nghĩ rằng bọn họ dễ dàng bị tiêu diệt vậy sao? Long quốc của chúng ta tuy binh nhiều tướng mạnh nhưng chúng ta cùng lúc đối đầu với năm quốc gia như vậy không khéo lại còn bị bọn họ liên minh đánh ngược trở lại. Một vị bộ trưởng nghe vậy liền lên tiếng. Nghe vị bộ trưởng nói thế, cả phòng học nhất thời đều lâm vào trầm mặc lần nữa. Việc xuất binh chinh chiến đối đầu với năm quốc gia quả thực là một việc rất mạo hiểm. Nếu không may gặp chuyện gì bất lợi thì chẳng khác nào lấy cục đá tự đập vào chân mình, đẩy chính mình vào kết cuộc càng bi thảm. Vào lúc này, hộ soái Trấn Nam, Trần Kiệt cũng lên tiếng. Quốc phương, lúc này tinh thần chiến đấu của Long Quốc chúng ta khí thế hơn bao giờ hết, ngay cả chiến thần bất bại Ano của Liệp ưng quốc cùng chiến thần vô địch tay lo của cự hùng quốc đều đã bị tiêu diệt bởi hộ soái Lê ở thành phố Quốc Hòa. Hai đối thủ lớn như vậy chúng ta còn giải quyết được. Huống chi sư quốc, lang quốc cùng dẫn giao chỉ toàn là những nước nhỏ, bọn họ đương nhiên lại càng không phải là đối thủ của chúng ta. Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta nên nhân cơ hội này mà xuất trinh tiêu diệt bọn họ. Những gì hộ soái Trần vừa nói cũng rất hợp lý. Quốc phương nghe vậy liền lên tiếng. Quốc phương, Mặc dù những chiến thần mạnh nhất như Ano và Tay Lo đã bị đánh bại bởi chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không nên vì thế mà đánh giá thấp sức mạnh của bọn họ. Nếu ta xuất binh viễn trinh, e rằng bên ta sẽ không quen thuộc với môi trường địa lý của họ vì thế mà có khi khó giành được lợi thế. Một bộ trưởng khác cho hay. Đúng vậy, tuy chúng ta đã giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến, nhưng lực lượng quân lính bên ta vì thế mà cũng đã tiêu hao không ít. Một bộ trưởng khác cũng đồng thời tán thành ý kiến trên nhận thấy có người ủng hộ, còn có người phản đối, mỗi người đều có lý do rất hợp tình hợp lý, quốc vương Long Quốc cũng đang khá băn khăn khó mà định đoạt được, quyết định tiếp tục tham khảo thêm ý kiến của nhiều người khác nữa. Hộ Soái Lê, ngài có ý kiến gì đối với việc xuất binh trinh phạt lần này không? chương 780 không nên tấn công. Từ nãy đến giờ, Lệ Uy Long còn đang trầm tư chăn trở suy nghĩ về những ưu và khuyết điểm của kế hoạch lần này hiện tại nghe được quốc vương đích thân hỏi thẳng anh, anh không thể không trả lời. Quốc vương, thuộc hạ cũng nghĩ rằng kế hoạch xuất binh chinh chiến năm quốc gia lần này là quá nguy hiểm, e rằng tỷ lệ chiến thắng là không lớn. Ngay khi lời nói của anh ta vừa kết thúc, cả phòng họp chìm vào không gian im ắng lần nữa. Không ai có thể ngờ rằng người luôn luôn hiếu chiến như Lê Uy Long đây lại phản đối kế hoạch tác chiến lần này. Còn nhớ năm đó anh cũng vì quá hiếu chiến cho nên mới bị phong ấn vàng dòng, còn bị buộc phải xóa bỏ chức danh hộ soái bảo vệ. Hiện giờ Long Chủ có ý định xuất trinh, anh đáng lẽ phải nên cao hứng mới đúng, nhưng không ngờ lần này anh lại phản đối. Ồ, chẳng lẽ hiện giờ hộ soái Lê cũng bắt đầu sợ hãi bọn địch quốc đó rồi sao? Long Chủ có chút không hài lòng lên tiếng. Mà tướng không phải sợ hãi bọn họ, mà là cảm thấy cùng một lúc đem quân tấn công năm nước là việc làm quá mạo hiểm, hơn nữa việc xuất binh viễn chinh này sẽ gây tổn thất cho quốc lực và binh quân của chúng ta rất lớn. Lần này liên minh năm nước cùng hợp lại tấn công Long quốc của chúng ta đã gây ra biết bao tổn thất to lớn. Chẳng lẽ chúng ta lại chấp nhận nuốt mối hận này mà tha cho bọn họ một mạng là xong chuyện rồi sao?" Long chủ tức giận hỏi lại anh. "Dĩ nhiên chúng ta không thể tha cho bọn họ dễ dàng như thế, nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học sâu sắc nhưng việc xuất chinh lần này không phải là một kế sách hay." Lê Uy Long bình tĩnh đáp lại. Vậy theo ý kiến của ngài bây giờ chúng ta nên làm gì? Long chủ tiếp tục hỏi. Mà tướng nghĩ rằng chúng ta nên yêu cầu bọn họ bồi thường một khoản tiền khổng lồ để chúng ta khôi phục lại đất nước lại sau chiến tranh. Lê Uy Long đưa ra ý kiến của riêng mình. Nếu họ không đồng ý chi trả thì sao? Long chủ hỏi lại. Nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta sẽ giả vờ tổ chức một đại hội tuyên thể công khai việc xuất quân chinh chiến, Nhờ đó chúng ta đã có một cái cớ hợp lý cho việc xuất trình mà không sợ bị ai phản đối nữa, bọn họ thấy tình hình như thế liền sẽ chủ động bồi thường tiền để cầu hòa mà thôi." Lê Uy Long tự tin nói ra kế hoạch của mình. "Nếu đến lúc đó bọn họ vẫn không chịu bồi thường, mà khi đó đại hội tuyên thể của chúng ta cũng đã được tổ chức, chẳng lẽ tới lúc đó chúng ta liền cắm đầu theo lao luôn sao?" Long chủ nghi hoặc hỏi lại. Ngay khi Long chủ nói xong, nhiều tướng quân bên dưới cũng bắt đầu phụ họa gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đại hội tuyên thệ đã tổ chức nhưng chúng ta lại không xuất quân chinh chiến như tuyên thệ, như vậy sẽ làm tổn hại đến uy tín của quốc gia. Đúng vậy, đến lúc đó uy danh của Long Quốc chúng ta biết đặt ở đâu cơ chứ? Thật là phức tạp, chỉ bằng hiện tại chúng ta lợi dụng lúc bọn họ đang thiếu sót hộ soái nhanh chóng đem quân xuất chinh đánh chiếm làm cho bọn họ không kịp trở tay, đồng thời cũng có thể thuận lợi mở rộng lãnh thổ của Long Quốc chúng ta. Chiến tranh thì phải có công lý và mục đích chính nghĩa đúng đắn, có như vậy thì các tướng lĩnh và binh sĩ mới quyết tâm dốc lòng xả thân phục vụ đất nước cho đến lúc hy sinh. Nếu chúng ta tùy tiện xuất binh khởi chiến như thế, đó gọi là xâm lược, quân và dân của địch quốc nhất định sẽ kháng cự quyết liệt để bảo vệ quốc gia, chúng ta vì thế cũng rất khó giành chiến thắng. Lê Uy Long kiên quyết với quyết định của bản thân. Cả phòng họp nhất thời chìm vào không gian im lặng một lần nữa. Lúc này Long chủ bắt đầu bày tỏ ý kiến của mình. Nước Liệp ưng, nước Cự Hùng, Sư Quốc, Lang Quốc, dẫn giao mấy năm nay đối với Long Quốc chúng ta luôn chờ trực như hổ rình mồi, trong suốt những năm qua, không ngừng gây chiến với Long Quốc chúng ta, nếu như không tiêu diệt bọn họ càng sớm càng tốt, sớm muộn gì cũng sẽ tạo ra một mối nguy hiểm khó lường. Ngay cả khi chúng ta không tấn công bọn họ, sau khi bọn họ đã nghỉ ngơi dưỡng sức và khôi phục binh lực, sớm hay muộn bọn họ vẫn sẽ xâm lược Long Quốc của chúng ta một lần nữa. Thay vì chờ đợi bọn họ tấn công chúng ta, tốt hơn là chúng ta nên chủ động khai chiến lúc bọn họ còn đang tổn thất binh lực như bây giờ để dẹp trừ hậu hỏa về sau. Dù sao, chiến tranh cũng đang nổ ra, hiệp định đình chiến lúc này vẫn chưa được ký kết chính thức, chúng ta chủ động tấn công bọn họ lúc này không thể gọi là gây hấn, mà đó là phản công tự vệ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt để cho họ tấn công chúng ta như thế, tại sao chúng ta lại không phản công lại dáng cho bọn họ cái giáo huấn sâu sắc? Thực quá rõ ràng, Long chủ quả nhiên kiên quyết với ý định xuất trinh lần này. Một số bộ trưởng vừa rồi còn phản đối việc xuất binh giờ cũng đã bắt đầu chuyển hướng sang ủng hộ. Long chủ anh minh, sau mấy chục năm ẩn nhẫn thời gian và ẩn chứa thực lực, Long quốc chúng ta ngày càng trở nên hùng mạnh, sức mạnh quốc gia đạt đến sức mạnh chưa từng có lúc này chúng ta khởi binh xuất trinh, thống trị các nước vừa vặn là thời cơ tốt nhất. Nếu không xuất quân vào lúc này thì còn đợi đến bao giờ mới có được một thời cơ tốt như thế. Liệp ưng, cự hùng, sư quốc, lang quốc, dẫn giao quốc đã nhiều lần xâm lược long quốc của chúng ta trong những năm qua, không ngừng gây rắc rối và phát động chiến tranh. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chuyển từ phòng thủ sang tấn công, nhất định phải dạy dỗ bọn họ một bài học sâu sắc khó quên. Người không phạm mình, mình không phạm người. Hiện tại bọn họ là người khiêu chiến với chúng ta trước, đã vậy thì không có lý do nào chúng ta phải nhẫn nhịn thêm nữa, đã đến lúc phải cho bọn họ thấy một khi đã đụng đến long quốc của chúng ta thì sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Đúng vậy, nếu chúng ta không dạy dỗ cho họ một bài học, bọn họ khó mà nhớ được thực lực thực sự của long quốc chúng ta, nếu không lần sau bọn họ vẫn còn tiếp tục ngạo mạn đến khiêu chiến chỉ có xuất binh trinh phạt đánh cho bọn họ đến sức cùng lực kiệt mới có thể làm cho bọn họ cũng như các địch quốc khác vừa nghe danh tiếng của Long Quốc đã sợ mất mật, mới nhận thức rõ được ai đang làm bá chủ của cái thế giới này. Các vị bộ trưởng lúc này đều đồng lòng ủng hộ ý định xuất trinh của Long Chủ. Chỉ có hộ soái Lê Uy Long vẫn còn khăng khăng cố chấp giữ ý kiến lúc đầu của mình. chương 781 thím tìm cháu có việc gì vậy? Đối mặt với tình huống riêng một mình một chiến tuyến, Lệ Uy Long vẫn điềm tĩnh nói: "Chúng ta không thể vì chiến thắng hiện tại mà bị làm cho lóa mắt. Mặc dù chúng ta đã tạm thời thắng cuộc chiến này, nhưng đồng thời chúng ta cũng đã phải trả giá và hy sinh rất nhiều, rất nhiều binh lính của Long quốc đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Nếu chiến tranh được khơi mào lần nữa, bao nhiêu binh lính của Long quốc chúng ta sẽ phải mất mạng nữa đây? Rồi mai đây bao nhiêu cha mẹ mất con trai, bao nhiêu đứa trẻ mất cha, bao nhiêu phụ nữ mất chồng?" Những bi kịch do chiến tranh gây ra sẽ luôn luôn không thể nào xóa nhòa và hằn lại đau đớn trong tâm trí của những người ở lại. Chẳng lẽ các người còn muốn lịch sử bi thảm đó tái hiện lại một lần nữa sao? Long chủ và các vị bộ trưởng khác lúc nãy còn ủng hộ việc điều động quân đội đều nhất thời rơi vào im lặng sau khi nghe những lời lệ uy Long nói. Thực ra trong lòng Long chủ cũng rất mâu thuẫn một mặt muốn xuất quân đi chinh phạt thiên hạ nhưng lại sợ tiêu hao quá nhiều binh lực có thể gây ảnh hưởng đến tồn vong của đất nước đất nước nên đã tổ chức cuộc họp tối mật này để lắng nghe ý kiến của mọi người. Vốn dĩ anh ta muốn triệu tập 5 vị hộ soái của Long Quốc đến thành phố Quốc Hòa cho cuộc gặp gỡ này, nhưng bây giờ chiến tranh vừa mới lắng xuống, các địch quốc có thể liều mạng phản công lại bất cứ lúc nào, tình hình lúc này quả thực không mấy ổn định. Hộ soái Trấn Bắc còn đang chấn giữ ở phía Bắc để ngăn chặn sự phản công trở lại của sư quốc. Hộ soái phía đông đang chỉ huy ở phía đông để ngăn chặn nước dẫn giao tấn công phía đông một lần nữa. Hộ soái trấn trung Lưu Du Thiên đang canh chừng ở nội thành cũng như các vùng lân cận, phụ trách điều hành binh mã phòng ngừa trường hợp phản công đột xuất. Vì vậy, Long chủ chỉ có thể để hộ soái Lê Uy Long, hộ soái trấn Nam Trần Kiệt, cùng với các tướng lĩnh chủ lực của chiến trường phía nam mở ra cuộc họp này bất ngờ thay, Lệ Uy Long người mà anh ta coi trọng nhất lại phản đối việc xuất binh chinh chiến lần này cũng ít nhiều khiến anh ta bắt đầu có chút do dự. Từ xa xưa, chiến tranh là khó tránh khỏi thương vong dù đó là nhiều hay ít. Đó là số phận của những người lính, là nhiệm vụ và vinh dự của họ khi được chiến đấu và hy sinh vì đất nước. Đúng vậy, trên thế giới này không có gì là hòa bình tuyệt đối cả. Nếu chúng ta không đánh bại bọn họ, bọn họ cũng sẽ đánh bại chúng ta. Huống chi lần này chính là họ bắt đầu cuộc chiến trước, đã vậy rồi thì chúng ta không có gì phải nhân nhượng thêm nữa, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực, giành lấy chiến thắng để tiêu diệt bọn họ nhanh gọn nhằm tránh rước lấy những phiền toái về sau. Đây là thời cơ tốt nhất để Long Quốc chúng ta có thể chiếm lĩnh được cả Nam châu. Cơ hội tốt như thế này biết bao giờ mới có lại lần nữa cơ chứ. Các vị bộ trưởng lại bắt đầu đưa ra những lý lẽ gay gắt chống lại ý kiến của Lê Uy Long. Long chủ nghe thấy lý lẽ của các vị bộ trưởng, trong lòng cũng bắt đầu dao động không ít. Thực lực của Long quốc hiện tại không đủ để cùng một lúc đối phó với năm quốc gia đối địch. Nếu thời gian cuộc chiến kéo dài quá lâu, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Hơn nữa, một khi chúng ta xuất binh sang quốc gia đối địch chinh chiến, lỡ một ngày nào đó, tất cả các quốc gia trong liên minh tham gia cuộc chiến này lợi dụng sự chống rỗng binh lực trong nước mà tập kích ngược lại trong nước thì sao? Lê Uy Long lên tiếng, không gian một lần nữa bao trùm bởi sự im lặng anh tiếp tục nói chỉ cần chúng ta đưa quân đi viễn trinh liên minh các nước đồng minh nhất định sẽ không ngồi yên quyết chiến đấu đến cùng với chúng ta đến lúc đó một cuộc chiến tranh thế giới lại nổ ra một lần nữa bao nhiêu con người nữa phải bỏ mạng bao nhiêu sinh linh vô tội khác bị thảm sát vô ích một thảm họa chiến tranh tiếp tục bao trùm lấy chúng ta lần nữa sau cùng những người đau khổ trong chiến tranh vẫn luôn là những người dân vô tội khi lê huy long và các bộ trưởng còn đang tranh cãi nảy lửa điện thoại di động của chu nhược mai ở biệt thự tinh nguyệt cũng đột nhiên đổ chuông cô vươn tay cầm lấy điện thoại nhìn thấy người gọi đến là dì hai kim ngọc liền trực tiếp nhấc máy tìm cháu có việc gì vậy chu nhược mai nhấc máy lên liền hỏi nhược mai dì có một chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ kim ngọc nghe vậy liền đáp lại có chuyện gì dì cứ nói nhược mai cháu hứa sẽ giúp gì trước thì dì mới dám nói bà ta cũng biết rõ cứu Chu Phi Dương là việc lớn nên không dám xem nhẹ. Cháu phải nghe rõ ràng sự tình trước rồi mới dám hứa với gì. Chu Nhược Mai cô sẽ không ngốc như thế, mỗi lần nhà họ Chu gọi điện chắc hẳn sẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp. Phòng như bà ta muốn nhờ cô làm việc gì trái với đạo đức, sao cô có thể dám hứa với bà ta cơ chứ? chương 782 cháu nói với cậu ta một câu là được. Kim Ngọc nghe Chu Nhược Mai nói như vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác chỉ đành có sao nói vậy em trai phi dương của cháu bị lê uy long ra lệnh bắt rồi cái gì à không phải lê uy long đã cứu phi dương ra rồi sao làm sao mà lại bắt nó đi được chu nhược mai ngạc nhiên hỏi lại chuyện này một lời khó nói cho hết cháu ạ à? kim ngọc nói vậy thím cứ từ từ mà nói chính xác là thế nào mà phi dương lại bị lê uy long ra lệnh bắt lại như thế chu nhược mai lại hỏi Phi Dương em nó bị dính dáng đến chuyện cùng nhà họ Trần Phản Quốc đi theo giặc, thế nên bị Lê Uy Long bắt lại. Kim Ngọc biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho Khu Nhược Mai biết, thế là đành kể đầu đuôi sự việc. Chu Nhược Mai nghe vậy thì thoáng chốc cô sợ đến ngây cả người ra. Có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng rằng Chu Phi Dương sẽ có thể làm ra chuyện như thể Phản Quốc theo giặc như thế. Thím 2, chuyện này là thật ấy ạ à, chu nhược mai vẫn không thể tin được chuyện chu phi dương sẽ thực sự làm ra chuyện phản quốc như thế này thế nên cô phải hỏi lại một lần nữa chuyện thật đấy cháu ạ à. mới vừa rồi lệ ngọc có gọi điện thoại cho thím nói rằng nó tận mắt chứng kiến lê uy long hạ lệnh bắt giữ với phi dương bấy giờ đang bị giam giữ cùng với đám người nhà họ trần kia kia kim ngọc nói sao phi dương lại làm ra loại chuyện tài đình người người phỉ nhổ như thế này chứ chu nhược mai tức giận nói rằng thím cũng không biết thằng bé nghĩ gì nữa, có khi chỉ là đầu óc nhất thời mù mị mà thôi. Bây giờ việc đã đến nước này, chỉ có cháu mới có thể giúp được nó mà thôi. Kim Ngọc nói, cháu cứu em nó thế nào được hở thím? Chuyện phản quốc đi theo kẻ địch thế này, từ xưa đến nay đã là loại chuyện đáng chết nghìn lần rồi, cháu chỉ là một đứa con gái bình thường, cứu sao được đây thím, Chu Nhược Mai nói. Cháu là vợ của hộ soái, mà Lê Uy Long chính là hộ soái bảo vệ còn gì, chỉ cần cháu xin sỏ với Lê Uy Long mấy câu, xin cậu ta nhân nhượng cho lần này, tha cho Phi Dương một lần, cậu ta nhất định sẽ nghe lời cháu mà. Kim Ngọc nói, Phi Dương làm ra được cái chuyện phản quốc theo giặc thế này chính là sỉ nhục cho cả nhà họ chu chúng ta, là tội đồ của cả nước, đó chính là trừng phạt xứng đáng mà nó phải nhận, cháu không thể nào xin Lê Uy Long tha thứ cho nó được, chu nhược mai cực kỳ quyết đoán đáp lại. Nhược mai, Phi Dương là em họ ngoại của cháu, cháu là chị họ của nó mà sao lại có thể thấy chết mà không cứu như vậy được hả? Nó còn trẻ người non dạ, chỉ là nhất thời hồ đố thế nên mới làm ra loại chuyện tài đình thế này chứ. Kim Ngọc đáp, Phi Dương đã là người trưởng thành từ lâu rồi, lớn bằng đó rồi chứ bé dại gì, tội lỗi mà nó làm ra thì chính nó phải biết đường gánh vác chứ, Chu Nhược Mai tức đến thở hồng hộc mà đáp lại. Phi Dương là con trai duy nhất trong lứa các cháu của nhà họ Chu này, nếu nó chết rồi thì nhà họ Chu chúng ta sẽ đoạn tuyệt hương khói thím xin cháu, cháu xin với Lê Uy Long mấy lời đi, để Lê Uy Long tha cho nó. Bây giờ chỉ có mình cháu mới có thể cứu được Phi Dương mà thôi, nếu cháu không nói đỡ lời nào thì nó phải chết chắc rồi. Kim Ngọc khẩn khoản cầu xin. Vốn đã không còn chút quan hệ gì với nhà họ Chu nữa rồi, cháu không có đứa em trai làm kẻ bán quốc cầu vinh như thế. Cháu là vợ của hộ soái thì làm sao có thể nói đỡ cho một kẻ phản quốc thế được nếu phi dương thực sự làm ra loại chuyện tài đình này thì lý trời cũng chẳng thể dung tha ai cũng không cứu được nó đâu chu nhược mai nói nếu phi dương chê rồi thì thím và chú hai cháu và cả bà nội cháu nữa ai cũng sẽ đau lòng đến chết mất tuy rằng cháu đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chu thế nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã mối quan hệ huyết thống này sẽ không bao giờ cắt đứt được đâu chẳng lẽ cháu nhẫn tâm nhìn bà nội cháu và chú hai phải đau lòng đến chết hay sao kim ngọc nói trước chuyện quốc gia mà nói chúng ta không thể bàn đến chuyện cảm tình cá nhân được. Nếu Phi Dương thực sự đã làm ra loại chuyện bán quốc cầu vinh thì đó chính là sỉ nhục cho cả nhà họ chu chúng ra, cháu sẽ ủng hộ hành động quân Pháp không bao che cho người thân của Lê Uy Long, nhất định sẽ không nói nửa lời hộ đỡ gì cho nó đâu, chu Nhược Mai nói. Nhược Mai, cháu thay đổi rồi, Kim Ngọc nói. Cháu thay đổi ư, thay đổi thành như thế nào được chứ, chu Nhược Mai nói bây giờ đã là hổ vợ của hộ soái rồi bắt đầu trở nên máu lạnh vô tình không biết cái gì là tình thân nữa kim ngọc nói thím nói thế nào cũng được có lẽ là cháu đã thay đổi thật cháu có lập trường của cháu thân là vợ của hộ soái cháu biết cháu cần phải giữ vững đại nghĩa không thể làm chuyện vì tình riêng mà trái pháp luật được chu nhược mai nói được rồi bây giờ thím biết cháu đã là vợ của hộ soái thân phận cao quý rồi người ở cao kẻ dưới thấp với không tới thế nhưng thím vẫn cứ hy vọng cháu còn có thể nhớ được đôi chút thân tình cứu lấy phi dương nhà thím đi mà dù sao hai đứa cũng là cùng lớn lên dưới một mái nhà từ tấm bé đã sống với nhau được hai mươi mấy năm rồi kim ngọc nói cháu cũng muốn giúp nó thế nhưng nó làm ra hát xê huyện cỡ đó thì đến cả trời cao cũng không dung tha được chu nhược mai nói có lẽ phi dương đang dính phải nghi ngờ là theo địch phản quốc chứ chưa thực sự làm ra loại chuyện đó cháu có thể giúp nó hay không kim ngọc nói Chuyện này, cứ chờ điều tra xong rồi hắn nói, Chu Nhược Mai đáp. Chương 783 tôi sẽ tìm ra cách. Được, được rồi, để thím hỏi lại Lệ Ngọc xem thế nào, để xem chuyện của Phi Dương sự thể ra làm sao, nó có thực sự phản quốc theo địch hay không, hay trong chuyện này có hiểu lầm gì khác hay không." Kim Ngọc nói. "Dạ, vậy thím tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi nói sau. Nếu Phi Dương thực sự làm ra loại chuyện này thì cháu chắc chắn sẽ không nói hộ gì cho nó được, Chu Nhược Mai đáp." Bấy giờ, tại phòng họp của khách sạn Thiên Long, Lệ Uy Long và phần đông các tướng sĩ đã trải qua một cuộc tranh luận cực kỳ gay gắt trên vấn đề có xuất binh viễn trinh hay không vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ kết quả nào. Các bên ủng hộ xuất trinh hay phản đối xuất chính đều tự có lý lẽ vững chắc riêng, quốc vương Long Quốc cũng chưa thể đưa ra quyết định trong khoảng thời gian ngắn được. Xuất chính trinh phạt năm nước cùng một lúc có thể là không được khả thi cho lắm. Thế này đi, chúng ta lựa chọn một biện pháp trung lập nhất, trước tiên hãy cứ trinh phạt một nước nào đó đã rồi từng bước từng bước tiến hành, ý kiến của mọi người ra sao? Quốc phương Long Quốc nói, quốc phương ra ý này rất hay, chúng ta cứ từng bước một chinh phục dần dần, nhất định sẽ gặt hái được thành công. Đúng, diệt một kẻ đối địch trong số đó có thể tạo được hiệu ứng giết gà dọa khỉ, còn lại bốn nước kia chắc chắn sẽ bị kinh sợ, có thể sẽ trực tiếp cúi đầu chịu phục với nước ta. Đúng vậy, quốc phương đề ra sách lượng này quả thật là sáng suốt chúng ta đánh dập đầu một trong số bọn chúng thì bốn nước còn lại có thể sẽ không đánh mà hàng. Nếu chúng không chịu cúi đầu xưng thần thì chúng ta lại tập trung binh lực, từng bước đánh chắc để thu phục bọn chúng, như vậy quả thực khả thi hơn hẳn việc cùng lúc dẫn quân đi chinh phạt năm nước. Các tướng sĩ đều tỏ ý khen ngợi và ủng hộ ý kiến của quốc vương Long Quốc. Quốc vương thấy các vị tướng sĩ đều đồng loạt tán thành mà Lê Uy Long thì vẫn một mực không nói một lời, bèn lên tiếng hỏi, hộ soái Lê, hộ soái thì thấy thế nào? quốc vương, mà tưởng vẫn cho rằng không nên xuất binh thảo phạt bất cứ nước địch nào hết. Lệ Uy Long đáp. Lệ Uy Long vừa dứt lời, tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc nhìn lại anh. Chừng ai có thể ngờ rằng, hộ soái đệ nhất Long quốc uy doanh chèn ép tướng địch như Lệ Uy Long, chính giữa lúc lửa chiến đang dậy hừng hực thế này lại bàn lùi như thế. Long chủ đã nhượng bộ nhiều như thế, lựa chọn sẽ đánh bại từng nước một, thân là chiến thần Thiên Long mà lại có thể lên tiếng phản đối như vậy thế này chẳng phải là ra mặt đối nghịch với quốc vương Long Quốc đó sao? Hộ soái lê, nói xem lý do của cậu là thế nào, cớ sao không thể xuất binh? Quốc vương Long Quốc không có biểu lộ gì bất mãn, hỏi. Mấy người như Trần Kiệt, Vũ Hải, Phạm Cương thấy quốc vương không tỏ về gì trên mặt thì ai nấy đều âm thầm lau mồ hôi thay cho Lê Uy Long, bắt đầu thấy lo lắng cho anh. Cứ hết lần này tới lần khác làm ra chuyện trái ý của quốc vương như vậy, xúc phạm quốc vương, phải mà làm không ra sao thì sẽ bị cách trước mất thôi. Quốc phương, nếu chúng ta lựa chọn đánh từng nước một, nếu như hao tốn quá nhiều thời gian thì bốn nước còn lại cũng đã có thời gian chuẩn bị ổn thỏa rồi, đến lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể liên hiệp lại để cùng nhau đối phó lại chúng ta. Một khi chiến hỏa đã dấy lên thì liên minh các quốc gia khắp thiên hạ này sẽ cảm thấy bất an, nhất định sẽ coi nước chúng ta là kẻ thù chung, bọn họ sẽ không thể nào nhắm mắt làm ngơ cho qua được nhất định sẽ gia nhập trận chiến này lê uy long nói nguyên nhân không thể xuất binh ra thế này không được thế kia cũng không xong chẳng lẽ ni ức ra vĩnh viễn chỉ có thể ngồi chờ cho nước khác tới đánh úp mà không thể tự mình chủ động ra quân hay sao quốc vương long quốc rất không hài lòng mà hỏi ngước lại quốc phương mà tướng cho rằng vấn đề có xuất binh chinh phạt hay không này vẫn cần thiết phải bàn bạc kỹ càng thêm nữa không thể hành động thiếu suy nghĩ được lê uy long nói hộ soái lê phải biết tận dụng thời cơ chứ Cơ hội như thế này chính là ngàn năm một thuở, cậu là hộ soái mạnh nhất của Long Quốc chúng ta, chiến trăm trận trăm thắng, thái độ bây giờ sao lại dùng rằng quá vậy? Quốc phương Long Quốc nói. Quốc phương, mà tướng cho rằng, trước hết điều quan trọng nhất là vẫn phải bắt bọn họ bồi thường, nếu bọn họ không chịu thỏa hiệp, chúng ta hãy còn có biện pháp khác, không thể dễ dàng khai chiến như thế được. Một tướng chiến một thành, thầy khô chất thành đống, vẫn kính xin quốc vương hãy vì dân chúng khắp thiên hạ làm cốt lõi nước nhà. Lê Uy Long nói: "Nếu bọn chúng không chịu thỏa hiệp thì ngoài việc khai chiến ra, chúng ta còn có cách gì khác nữa ư?" Quốc Phương Long Quốc hỏi: "Đến lúc đó hắn xem tình huống mà định, hiện tại tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được đối sách phù hợp." Lê Uy Long đáp: "Tôi chỉ sợ bởi vì sự dùng rằng do dự của cậu mà sẽ chậm trễ thời cơ chiến đấu mà thôi." Quốc Phương Long Quốc nói: "Các binh sĩ của mỗi quốc gia vốn chẳng hề có mồi thù hận nào với nhau." nếu xảy ra chiến sự Âu đều là mâu thuẫn xảy ra giữa các nguyên thủ các quốc gia, từ đó mà khiến vô số binh sĩ đối chọi nhau trên chiến trường, sinh tử chém giết, sẽ dẫn đến biết bao trai tráng chết trận xa trường, kính xin quốc vương hãy nghĩ kỹ. Lệ Uy Long đáp, ra ngựa bọc thây trở về chính là vinh quang của quân nhân, hộ soái Lê trời có lòng dạ đàn bà. Bây giờ, một gã quan chức nhìn Lệ Uy Long một mực mạo phạm quốc vương thì không thể nhẫn nhịn thêm bèn mở miệng nói. Được rồi, không phải nói thêm gì nữa. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, ngày sau lại bàn tiếp. Quốc vương Long Quốc thấy Lê Uy Long đều xuất ý kiến phản đổi xuất binh thì cũng chẳng còn tâm tình bàn luận thêm gì nữa. Nếu muốn xuất binh, anh ta vẫn còn phải dựa vào Lê Uy Long dẫn binh ra chiến trường nữa. Mà bấy giờ hộ soái mạnh nhất Long Quốc Lê Uy Long lại không bằng lòng xuất binh thì anh ta cũng chẳng biết phải giao phó cho ai lãnh binh xuất chiến, thống soái triệu quân nữa. Tuy rằng ngoài Lệ Uy Long ra, Long Quốc hãy còn bốn vị hộ soái, nhưng năng lực điều binh tác chiến của bốn vị hộ soái này lại không bằng được với Lê Uy Long. Quốc vương Long Quốc nói xong thì dẫn đầu ra khỏi phòng họp. Những quan chức đi theo cũng lập tức theo bước quốc vương Long Quốc ra ngoài. Còn lại đám tướng sĩ thì ai nấy cũng lục tục rời đi. Một cuộc hội nghị tuyệt mật bàn về việc có xuất trinh viễn trinh hay không cứ thế tan rã trong không vui vì sự phản đối của Lê Uy Long chương 784 hộ xoái nên cẩn thận một chút. Lê Uy Long là người cuối cùng rời phòng họp. Bởi vì thái độ làm trái ý quốc vương Long Quốc của Lê Uy Long ở hộ nghị đã khiến cho rất nhiều quan chức tướng sĩ không dám có ý định gần gũi qua lại với anh để tránh chuyện đứng sai phe phái. Thế nhưng, đám tướng tá như Trần Kiệt, Vũ Hải và Phạm Cương, Lê Lương Quân thì lại đi chậm lại, chờ Lê Uy Long ra tới nơi thì sóng bước cùng anh đi vào trong thang máy, cùng đứng thang máy xuống tầng, quốc vương Long Quốc và các quan chức hầu cận, và thêm mười mấy người nhân viên bảo vệ đều ở tầng 26 của khách sạn Thiên Long cả, bọn họ ai nấy đều về thẳng phòng của mình. Lệ Uy Long và mấy người Trần Kiệt đi đến cửa lớn ở tầng 1 rồi thì nói với Hà Ngọc Vinh rằng, Hà Ngọc Vinh, cô hãy dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đứng canh ở khách sạn Thiên Long, nhất định phải bảo đảm sự an toàn của quốc vương. Hộ Soái, tôi và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng không ở gần anh mà như anh có gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Hà Ngọc Vinh có hơi lo lắng cho Lê Uy Long. Quốc vương mới là quan trọng nhất, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào hết. Mà tôi thân là hộ soái bảo vệ thì tự thân cũng có sức chiến đấu rất mạnh, tôi không cần cô phải lo lắng, cô cứ tập trung bảo hộ cho quốc vương là được. Lê Uy Long nói, quốc vương Long Quốc đang ở trong khách sạn Thiên Long, Lê Uy Long không đám để xảy ra bất cứ sơ sảy nào hết, nhất định phải phái đội đặc nhiệm Phượng Hoàng canh chừng khách sạn Thiên Long thì anh mới yên tâm được. Rõ, Hà Ngọc Vinh nghe Lê Uy Long nói đến như vậy thì cũng đành phải tuân lệnh ở lại khách sạn Thiên Long để bảo hộ cho quốc vương Long Quốc. Mà Trương Nguyên Nguyệt và tổ đặc công xe đầu đã được sắp xếp trong khách sạn Thiên Long từ lâu, âm thầm bảo hộ quốc vương Long Quốc nên không theo chân Lê Uy Long đi xuống dưới này. Mà Phạm Cương và Lê Lương Quân đều vì có việc quan trọng phải đi làm nên Lê Uy Long không để họ ở lại bảo hộ cho quốc vương Long Quốc nữa. Phạm Cương vừa phải phụ trách lại phải nhanh chóng xây dựng bia tưởng niệm còn Lê Lương Quân thì phải đi tẩm liệm di thể của các tướng sĩ đã hy sinh, tất cả đều là những công việc cực kỳ quan trọng cả. Bởi vì, ngày kia sẽ cử hành nghi thức tế lễ, những công việc này nhất định phải được hoàn thành trong vòng hai ngày này mới được. Đến lúc trở về thì Lê Uy Long và Trần Kiệt, Vũ Hải đều cùng ngồi chung một chiếc xe trở về. Ở trên xe, Trần Kiệt mới dám lên tiếng thảo luận với Lê Uy Long chuyện ở cuộc họp mới rồi, hộ soái Lê, vì sao lúc này anh lại lên tiếng phản đối ý kiến xuất binh trinh phạt vậy? Bây giờ chúng ta ra quân thật sự là không có một phần thắng nào khả quan, tôi không muốn tướng sĩ nước ta phải chịu cảnh một đi không trở về. Lê Uy Long đáp, nhưng mà, quốc vương đã có ý định xuất binh rất rõ ràng như thế rồi, anh làm trái ý quốc vương như thế, lẽ nào lại không sợ bị cách chức ư? Trần Kiệt hỏi, phải đấy, mới rồi quốc vương đã tỏ vẻ không được hài ỏng rồi, không thể phạm vào lòng tự trọng của quốc vương đâu hộ soái lê tốt nhất hãy cứ cẩn thận một chút vẫn hơn vũ hải nói vì tính mạng của hàng nghìn hàng triệu tướng sĩ cho dù tôi có bị cách chức đi nữa thì cũng phải hết sức can ngăn quốc vương không thể tùy tiện xuất binh được lê uy long nói không ngờ ba năm thế thôi mà hộ soái lê thay đổi rõ ràng thật đấy trần kiệt suýt xoa nói rằng tôi thay đổi như nào lê uy long hỏi ba năm trước đây hộ soái lê chủ trương hết mức chuyện thực hiện lệnh xuất binh viễn chính tiêu diệt địch quốc xung quanh, quốc vương cho rằng như thế là quá mức hiếu chiến nên bị cách chức. Ba năm sau, quốc vương muốn xuất binh viễn trinh thì hộ soái lê lại cực liệt phản đối. Sự thay đổi trước và sau này chẳng phải là rất lớn đó sao? Trần Kiệt nói, đến anh ta cũng phải cảm thấy lo lắng, liệu uy long của ba năm sau này sẽ bị cách chức vì hôm nay đã làm trái ý quốc vương Long Quốc, thế nên anh ta chỉ đành nói thẳng đầu đuôi như thế. Quả thực là có thay đổi rất lớn, Ba năm trước đây tôi tuổi trẻ bồng bột, quả thực là đã quá mức hiếu chiến, thế nhưng tuổi tác lớn dần, lại trải qua ba năm bị chèn ép cũng đã đủ khiến tôi chín chắn hơn rất nhiều. Tung hoành ngang dọc, những chuyện máu chảy thành sông tôi đã nhìn nhiều rồi, thế nên tôi cảm thấy rằng, hòa bình là quan trọng nhất. Lê Uy Long nói, thực ra ngay từ lúc bắt đầu cuộc họp thì tôi cũng có ý ủng hộ ý kiến xuất binh trinh phạt, song sau đó nghe lời tâm huyết của hộ soái Lê Song thì cũng hiểu được rằng, việc ra quân bây giờ là không quá phù hợp. Trần Kiệt nói: Đúng vậy, lúc trước tôi cũng ủng hộ gia quân nhưng sau khi thấy Hộ Soái Lê Cực Lực phản đối thì tổng hợp lại rồi suy nghĩ kỳ càng, cũng cảm thấy không nên tùy tiện xuất binh nữa. Vị tướng bốn sao ngồi cùng xe, Vũ Hải cũng lên tiếng nói. Tiếp đó, Vũ Hải còn bổ sung rằng: Quốc vương cũng đã có tuổi cả rồi, ngài ấy đáng ra là sẽ chín chắn hơn hẳn đám chúng ta, cớ sao lần này lại muốn xuất binh nhỉ? Đúng vậy, quả thực là lòng giả quốc vương quá khó dò mà chẳng ngờ quốc vương lại càng già thì càng hiến chiến như thế. Trần Kiệt cũng góp lời. Thực ra cũng không thể nói quốc vương là hiếu chiến được. Lê Uy Long nói. mươi 785 Long Chủ có suy nghĩ của Long Chủ. Ồ, hộ soái Lê, tại sao lại nói như vậy? Trần Kiên có chút kinh ngạc và hỏi, không ngờ Lê Uy Long lại cho rằng quốc vương Long Quốc không hề hiếu chiến. Long Chủ có chiến lược của Long Chủ, điểm xuất phát không giống nhau. Ngài ấy là từ đại cục của Long Quốc chúng ta mà suy nghĩ, bây giờ xuất binh chinh chiến năm quốc gia, nếu mà giành được thắng lợi, sẽ biến Long Quốc trở thành một trong những bá chủ của thế giới, hiện thực của sự nghiệp lớn, hy sinh binh sĩ hiện tại của chúng ta, vì tương lai của Long Quốc chúng ta. Có công mài sắt có ngày nên kinh, mấy năm gần đây Long Chủ luôn ẩn nhẫn, sẵn sàng ra trận, đều là vì đợi một ngày có thể san bằng những đất nước địch này, khiến cho Long Quốc mãi mãi bình yên. Quốc Vương Long Quốc đợi một ngày thật sự là đợi có chút lâu, bây giờ cơ hội cuối cùng cũng xuất hiện, ngài ấy tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chả có vị vua nào không mong rằng có thể làm nên sự nghiệp lớn, ghi vào sử sách, lưu truyền về sau sao? Vì vậy, Quốc Vương Long Quốc không phải là hiếu chiến, mà là muốn Long Quốc trở nên càng to mạnh, không ai dám đến xâm phạm, tạo ra phúc đức cho con cháu đời sau, khiến cho dân của Long Quốc ta được hưởng thụ thái bình, chí hướng của Quốc Vương Long Quốc không phải một người bình thường có thể hiểu được. Lệ Uy Long phân tích ra ý đồ xuất quân thật sự của quốc vương Long Quốc. Trần Kiên và Vũ Hải nghe xong sự phân tích của Lệ Uy Long đều rất kinh ngạc. Bọn họ đều không ngờ rằng Lệ Uy Long có thể hiểu quốc vương Long Quốc như vậy, phân tích được thấu đáo như thế. Hộ Soái Lê, nếu như anh đã biết ý đồ muốn trở thành bá chủ của quốc vương Long Quốc, tại sao lại còn muốn phản đối xuất binh? Trần Kiên rất tò mò và hỏi vì tôi suy nghĩ cho sự sống chết an nguy của các chiến sĩ bây giờ cục diện không to như quốc phương cũng không suy nghĩ xa xôi như quốc phương giữa tôi và long chủ không có ai đúng ai sai chỉ là quan điểm không giống nhau mà thôi phương hướng chiến lược cũng có chút xung đột mà thôi lê uy long nói nhưng mà anh ngăn cản long chủ ra quân tôi thật sự lo rằng trong lúc tức giận long chủ sẽ cách chức của anh trần kiên nói đúng vậy nếu không tốt nữa long chủ sẽ giống như ba năm trước để cho anh về hưu hộ soái lê anh không thể dẫm đạp lên vết xe đổ được vũ hải cũng nói quốc vương long quốc là một quốc vương anh minh không vì chuyện lần này mà cách trước tôi đâu mọi người cứ yên tâm lê uy long nói nhưng mà bên cạnh long chủ cũng có mấy người chống đối anh nếu mà bọn họ đổ thêm dầu vào lửa nói xấu anh thì có phiền phức to rồi vũ hải cũng nói long chủ là một vị vua tốt trăm năm mới gặp một lần sẽ không dễ dàng nghe lời sằng bậy đâu nếu dễ dàng nghe lời bậy bạ như vậy, sao có thể được gọi là vị vua sáng suốt được. Mọi không cần thiết lo lắng cho tôi, Lê Uy Long nói. Hộ soái Lê, anh là hộ soái bảo vệ số một của Long Quốc, Long chủ lại là quốc vương của một nước, một người thì đòi ra quân, một người thì phản đối ra quân, giữa quốc vương và hộ soái phải có người nhường trước mới có thể giải quyết được việc này. Vũ Hải nói, đúng vậy, chuyện này không giải quyết, quốc phương chắc chắn sẽ mở ra cuộc họp lớn hơn, sẽ triệu tập lại năm hộ soái của long quốc lại cùng nhau trần kiên cũng nói giữa việc ra quân và không ra quân tôi luôn cảm thấy sẽ có một cách giải quyết tốt hơn lê uy long nói cách gì trần kiên và vũ hải đồng thanh hỏi bây giờ tôi còn chưa nghĩ ra tôi sẽ nghĩ ra một cách không gây thương vong lấy cái giá nhỏ nhất chinh phục năm nước địch giải quyết mâu thuẫn giữa tôi và long chủ lê uy long nói nếu như thật sự có cách nào như vậy thì tốt quá trần kiên nói chinh phục năm nước một cách không có thương vong nói gì dễ dàng từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện chinh phục đất nước khác mà không thương vong nếu như hộ soái lê làm được chắc chắn sẽ trở thành chuyện đẹp muôn đời chiến tích kinh điển vũ hải nói cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ kỹ tôi sẽ nghĩ được lê uy long nói quốc vương long quốc ở vào phòng không lâu bên ngoài có nhân viên bảo vệ vào báo cáo quốc vương bộ trưởng ngụy muốn gặp có cho anh ta vào hay không? Để anh ta vào đi, bây giờ quốc vương Long Quốc đang thấy rối phiền, muốn tìm một người nói chuyện, liền đồng ý. Vâng, nhân viên bảo vệ ngay lập tức lui xuống mời Ngụy Nghiêm vào. Không lâu sau, bộ trưởng Ngụy Nghiêm liền đi vào phòng của quốc vương Long Quốc. Chương 786 anh ta muốn được kế vị sớm. Bộ trưởng Ngụy đến tìm tôi, có chuyện gì vậy? Quốc vương Long Quốc hỏi. Tôi có đôi lời muốn nói với quốc vương không biết có nên nói hay không. Ngụy Nghiêm nói, Bộ trưởng Ngụy có lời gì cứ nói thẳng, Quốc Phương Long Quốc nói. Quốc Phương vừa rồi mở cuộc họp, Lệ Uy Long dựa vào là có võ công mạnh mẽ, nên luôn đối đầu với ngài, rõ ràng là không coi ngài ra gì. Ngụy Nghiêm nói, Hộ Soái Lê không phải muốn đối đầu với tôi, mà đang tranh luận theo lý lẽ, Hộ Soái nói có lý của Soái, không hề có ý không coi tôi ra gì. Quốc Phương Long Quốc đáp, Quốc Phương, tôi cho rằng Phó công của hộ soái Lê đã rất cao, quyền lực quá lớn, không thể không phòng được." Ngụy Nghiêm nói. "Hộ soái Lê, Nam Trinh Bắc Chiến, một lòng hướng về đất nước, đối với tôi lại càng trung thành tuyệt đối, không hề có hai lòng, bộ trưởng Ngụy đã nghĩ nhiều rồi." Quốc Phương Long Quốc nói. "Nhưng mà, người sẽ thay đổi, dựa vào quyền lực và địa vị, dã tâm cũng trở nên ngày càng cao. Dưới trướng của hộ soái Lê nhân tài rất nhiều, lại có quan hệ khá tốt với các hộ soái khác." Tôi lo rằng anh ta sẽ vì bất đồng ý kiến với quốc vương, sẽ tạo phản." Ngụy Nghiêm nói. "Tôi đã lập hộ soái Lê Thành người kế vị rồi, cậu ấy còn tạo phản gì nữa? Tôi bây giờ già rồi, vị trí quốc vương của Long quốc sớm muộn đều là của cậu ấy, sẽ không tạo phản đâu." Quốc vương trả lời. "Vì quốc vương lập Lê Uy Long làm người kế vị, anh ta mới muốn được lên sớm chút thì sao?" Ngụy Nghiêm nói. "Bộ trưởng Ngụy, lời này là sao?" Quốc vương Long quốc hỏi. Lệ Uy Long bây giờ đã là người kế vị, mà cơ thể Long chủ lại khỏe mạnh, anh ta không biết phải đợi bao lâu mới có thể lên kế vị, anh ta có thể sẽ hy vọng quốc vương sẽ sớm mất đi, để anh ta có thể kế vị sớm hơn. Ngụy Nghiêm nói, quốc vương Long quốc nghe thấy, sắc mặt hơi đổi, nói ý kiến của bộ trưởng Ngụy là, hộ soái muốn giết hại tôi sao? Tôi không dám nói sằng bậy bừa bãi, chỉ là phỏng đoán. Ngụy Nghiêm nói, việc nếu như chưa có chứng cứ, không nên đoán bừa bãi, không nên gây chia rẽ xích mích giữa quốc vương và hộ soái đây lại chẳng phải là việc nhỏ gì. Quốc vương Long Quốc nói với giọng không vui. Long chủ bất giận, tôi biết sai rồi, nhưng tôi nói như thế, là muốn nhắc nhở Long chủ, không thể nào không phòng bị lòng người được, lệ uy Long không thể không phòng. Ngụy Nghiêm nói, tôi tiếp xúc với vô số người, nhìn người rất chuẩn, mấy năm gần đây hộ soái thay đổi rất nhiều, tâm lặng như nước, tuyệt đối không hay lòng, cậu ấy là tướng tài hiếm có trên đời, một lòng vì quốc vì dân là người thừa kế phù hợp nhất của tôi long chủ nói biết người biết mặt không biết lòng lòng người che giấu bởi da thịt hoặc là anh ta cố che giấu đủ sâu thì sao tôi cảm thấy long chủ vẫn nên thử lòng một chút ngụy nghiêm nói thử lòng như thế nào long chủ hỏi tôi cảm thấy những hành sự của long chủ đều là tuyệt mật nếu như ở quốc hòa phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn bị người khác công kích bất ngờ vậy thì nhất định sẽ là do lê uy long làm Ngụy Nghiêm nói, tại sao lại có thể quả quyết là do hộ soái làm? Long Vương hỏi, chương 787 hộ soái muốn tạo phản thì sao? Bởi vì đây là chuyện xả ra tại địa bàn của Lê Uy Long, ngoài anh ta ra, không có ai có thể ra tay với Long Chủ. Ngụy Nghiêm nói, gián điệp của kẻ địch không đâu là không có, có lẽ hành tung của tôi sớm đã bị gián điệp biết được, cho dù tôi có bị đánh úp, cũng không thể quyết đoán là hộ soái làm được. Long Chủ nói, đó cũng là chuyện xảy ra khi lê uy long dưới quyền cũng có thể anh ta cố tình để gián điệp kẻ địch biết và lại cố ý bảo vệ không chú đáo khiến cho kẻ địch có cơ hội thừa cơ thì sao ngụy nghiêm nói việc như thế vẫn chưa xảy ra đợi khi nào xảy ra rồi hãy nói long chủ nói đợi khi chuyện xảy ra đã muộn rồi long chủ hãy phòng bị trước đi không thể nào dựa dẫm hết vào việc bảo vệ của lê uy long được ngụy nghiêm nói Tôi đã dẫn quan hồng và hơn 10 bảo vệ tới, đã có sự chuẩn bị đề phòng rồi, không ai có thể đến gần khách sạn tầng 26 của chúng ta đâu. Long chủ nói, tuy rằng sức chiến đấu của quan hồng và 10 bảo vệ rất mạnh, nhưng với chút binh lực này, nếu như Lê Uy Long muốn ra tay, chắc chắn là sẽ không thể chống đỡ nổi. Ngụy Nghiêm nói, nếu như hộ soái muốn tạo phản, 3 năm trước, lúc tôi giải trừ binh quyền của cậu ấy, cậu ấy đã tạo phản rồi. Long chủ nói, Long chủ, tôi còn cảm thấy ngài lập lê uy long làm người kế vị như thế là quá sớm điều này chẳng khác gì việc vẽ cho anh ta một cái bánh nhưng lại chẳng thể ăn được anh ta sẽ cảm thấy rất nôn nóng ngụy nghiêm nói lần này năm nước liên hợp lại với nhau đồng thời xâm phạm long quốc tôi sẽ đích thân dẫn quân xuất trinh sống chết khó nói bắt buộc phải lập người kế vị nếu không nếu như tôi chiến bại nơi chiến trường long quốc như rắn mất đầu vậy chẳng phải sẽ loạn sao long chủ nói long chủ bây giờ kẻ địch mạnh đã lui long quốc về cơ bản đã thái bình vì muốn tránh việc lê huy long sớm muốn lập vị mà làm những chuyện bất lợi đối với long chủ có thể bãi bỏ các chức vị của lê uy long ngụy nghiêm nói lời của vua nói ra thì không phải đùa nếu như đã quyết định lập hộ soái lên làm người kế vị thì sao có thể nói một đằng làm một nẻo lại bãi bỏ cậu ấy được chứ nếu như làm như thế chẳng phải tôi là người nói mà không giữ lời ư việc lập người kế vị chẳng phải như một trò đùa à Long chủ nói. Long chủ, nếu như không bãi bỏ việc lập Lê Uy Long lên làm. Người kế vị, anh ta sẽ gì muốn sớm lên ngôi, nên sẽ làm tất cả những mưu đồ bất chính để hại người đó. Ngụy Nghiêm nói. Bộ trưởng Ngụy, đừng nói những lời không tốt đẹp về hộ xoái nữa, tôi tuyệt. Đối tin tưởng hộ xoái, Long chủ không muốn nghe những lời Ngụy Nghiêm vu khống Lê Uy Long nữa. Nhưng mà, ở buổi họp vừa nãy, biểu hiện của Lê Uy Long đã khác trước trước kia rồi, Long chủ à, vẫn nên cẩn thận thì hơn, hy vọng Long chủ suy xét lại. Ngụy Nghiêm nói, hộ soái trong lần họp lần này, tuy ý kiến có không đồng nhất với tôi, nhưng... Những lần chiến đấu những năm trước kia chiến công hiển hách. Lần này đối diện với sự xâm phạm của năm nước liên kết, hộ soái lại càng thêm vất vả, liên tục chiến đấu ở nhiều nơi từ Bắc tới Nam, đánh bại được quân địch Nam Bắc, tiêu diệt được chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch Tay Lo, lập được kỳ công có một không hai, Bất luận nói thế nào, cậu ấy cũng là hộ soái bảo vệ Long quốc tốt nhất của chúng ta, không ai có thể thay thế, việc lập kế vị không thể thiếu cậu ấy. Ngoài cậu ấy ra, không ai có thể thừa kế được chức vị Long chủ trong tương lai. Long chủ nói liền một mạch hết những lời đó ra. Chiến công của Lệ Uy Long rõ như ban ngày, không thể không kể đến. Tôi chỉ sợ công lao của anh ta bị che đậy, bè cánh cũng nhiều, sẽ không nghe theo sự điều hành của Long chủ, thậm chí còn khởi động binh mã tranh quyền đoạt vị. Ngụy Nghiêm nói. Quân Vương Long chủ nghe thấy Ngụy Nghiêm hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại nói Lê Uy Long, anh ta cũng có chút do so dự. Ngụy Nghiêm đã thấy Quân Vương Long chủ có chút do so dự, thì liền nhân cơ hội nói tiếp, Long quốc chúng ta đến nay binh lực dồi dào, hùng mạnh, đang là thời cơ tốt nhất để san bằng các nước liên minh xung quanh, mà Lê Uy Long thân là hộ soái bảo vệ Long quốc, sau cuộc chiến ở quốc hòa, dường như biến thành một con người khác, ứng chiến tiêu cực, tự coi nhẹ mình, lại còn phản đối Long Chủ ra trận, ngăn chặn thành tựu thống trị cả đời của Long Chủ, thật không thể chịu đựng nổi. Bộ trưởng Ngụy, như lời anh nói, trong bao nhiêu tướng sĩ Long Quốc. Ngoài hộ xoái ra, còn ai có thể đảm nhiệm ngôi vị người kế vị chứ? Long Chủ nói, điều này, tạm thời tôi cũng không biết, ngay cả hộ xoái cùng các quan chức, có thể chứng minh lòng trung thành của anh ta, nếu như anh ta không muốn xuất binh, chứng tỏ anh ta đã ỷ có công lớn, không coi Long Chủ ra gì. Nếu như thế có thể thuận lợi bãi bỏ chức kế vị của anh ta rồi." Ngụy Nghiêm nói. Chương 788 Thử lòng hộ soái. Chuyện điều động binh lính viễn Trinh không phải là chuyện tầm thường, không thể khinh xuất được. Có xuất quân hay không thì cũng phải được các quan chức cùng các vị hộ soái cùng nhau thảo luận, đạt thành nhất trí xong mới có thể xuất binh. Tôi tuy là Long chủ, nhưng cũng không thể khăng khăng làm theo ý mình, cưỡng ép hộ soái lê xuất binh." Long chủ nói. Long chủ cách này chỉ là để kiểm tra qua Lê Uy Long, xem xem anh ta có phục tùng mệnh lệnh hay không, cũng không phải thật sự sẽ xuất binh. Ngụy Nghiêm nói, Vu Ân không nói đùa, anh không thể lấy chuyện xuất quân ra để kiểm tra hộ soái Lê được, lỡ như cậu ấy thật sự phục tùng mệnh lệnh, sẵn sàng dẫn quân đánh trận, chẳng lẽ đến lúc đó tôi sẽ phải thu hồi lại mệnh lệnh sao? Cứ như vậy thì không phải đang lấy các binh sĩ ra để đùa giỡn sao? Long chủ nói, nếu như Lê Uy Long đồng ý, thì đó chính là những gì ngài muốn. Không phải ngài thực sự muốn xuất quân để chống lại nước kẻ thù sao? Ngụy Nghiêm nói, tôi vừa nói hết rồi, nếu không thông qua các tướng sĩ cùng các vị hộ soái, không thể nắm chắc phần thắng, tôi sẽ không tự mình quyết định, tùy tiện xuất binh. Ngay cả khi họ không thể đạt được một cách nhất trí, ít nhất thì đa số phải thông qua. Có xuất binh hay không, sau khi trở về Hà Nội, tôi sẽ tìm thời gian để tập hợp đủ 5 vị chỉ huy hộ soái để cùng nhau bàn bạc. Long chủ nói. Long chủ, tôi chỉ là muốn thử lòng trung thành của Lê Uy Long. Bây giờ Lê Uy Long quyền cao chức trọng, thế lực quá lớn, lỡ như anh ta hai lòng, vậy thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Ngài vẫn nên nghĩ cách hủy bỏ chức vị người kế vị của anh ta đi thì hơn. Nếu không đến lúc anh ta ra tay với ngài, lúc đó quả thực hối hận cũng không kịp nữa rồi. Ngụy Nghiêm nói, hộ soái Lê đã từng cứu tôi hai lần, ba năm trước, Long Đô phản loạn, Hộ soái Lê Dẫn Kỵ binh xuất phát tới Long Đô, bình định nội loạn, cứu thoát tôi ra ngoài. Lần này tôi ở phía bắc, Hàn Hồ làm phản bắt cóc tôi, hộ soái lê lại từ phía nam lao tới phía bắc, vượt ngàn cây số cứu Long chủ. Nếu như cậu ấy thật sự mang hai lòng, muốn sớm ngày kế vị, hà cớ gì phải đi cứu tôi chứ? Cậu ấy hoàn toàn có thể để cho Hàn Hồ ra tay, để tôi chết trong tay Hàn Hồ, cần gì phải làm điều gì thừa thãi thế nữa? Long chủ nói ngụy nghiêm thấy long chủ nói như vậy cũng không biết phải nói gì tiếp theo nữa bộ trưởng ngụy nếu không còn chuyện gì khác nữa thì lui xuống trước đi tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lát long chủ không muốn nghe ngụy nghiêm nói linh tinh thêm nữa nên muốn anh ta lui xuống vâng tôi xin cáo lui long chủ hãy nghỉ ngơi thật tốt ngụy nghiêm nói xong liền đem bộ mặt u ám đi ra khỏi phòng của long chủ nhà họ chu kim ngọc gọi điện thoại cho khu nhược mai sau khi ra mặt cầu tình khu nhược mai giúp Chu Phi Dương xong, phải lập tức báo tình huống lại cho nhà họ Chu. Tôi vừa mới gọi điện cho nhược mai, muốn nó cầu xin Lê Uy Long giúp, nhưng nó từ chối giúp. Kim Ngọc nói, Phi Dương là em họ của nó, thế mà nó lại thấy chết không cứu sao. Chu Thế Huy tức giận nói, đúng đó, nó nói Phi Dương phản quốc theo địch, tội không thể tha, chết cũng chưa hết tội. Kim Ngọc nói, cái cân su nhược mai này, làm hộ soái phu nhân được rồi thì bắt đầu không thèm nhận người thân nữa chu thế huy nói trước khi nó làm hộ soái phu nhân ấy lúc chỉ là một chủ tịch của tập đoàn galaxy thôi liền đến người thân cũng không nhận rồi nếu không làm sao cô ta có thể cắt đứt quan hệ với nhà họ chu của chúng ta chứ chu ly bình nói chuyện của phi dương thật ra cũng không thể trách nhược mai được thái độ bà cụ chu khác thường nói tại sao chứ không trách cô ta thì trách ai đây lệ huy long nghe lời cô ta như thế chỉ cần cô ta nói vào lời cầu tình giúp thôi chắc chắn có thể cứu phi dương một mạng rồi đây là chuyện chỉ cần một câu nói của cô ta chỉ việc mở miệng thế mà nó cũng không giúp đỡ chu thế huy nói phản quốc theo địch là tội không thể tha nhược mai thân là hộ soái phu nhân đương nhiên không thể dễ dàng cầu tình giúp cho nó được nếu như nó cầu tình giúp thì chẳng phải là biến thành làm việc cá nhân trái pháp luật sao chuyện này muốn trách thì trách hai người các ngươi không biết dạy con nuôi ra một tên việt gian khiên nhà họ chu chúng ta hổ thẹn bà cụ chu nói mẹ phi dương là cháu trai duy nhất của mẹ chẳng lẽ đến cả mẹ cũng thấy chết không cứu sao chu thế huy nói tôi cũng muốn cứu nó nhưng việc phản quốc theo địch thì chính là kẻ thù công khai của cả dân tộc làm sao cứu được đây bà cụ chu nói đúng rồi vừa nãy nhược mai nói rồi nếu như phi dương chỉ bị nghi ngờ phản quốc theo địch thôi thật sự không hề làm ra chuyện phản quốc theo địch thì nó mới có thể giúp đỡ cầu tình được. Kim Ngọc nói, chương 789 chắc không phản quốc đâu. Vậy thì con còn phí lời nhiều thế làm cái gì? Mau đi gọi điện thoại cho Lệ Ngọc hỏi thăm tình hình cụ thể đi. Bà cụ Chu nói, được, con lập tức đi gọi điện thoại cho Lệ Ngọc, hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kim Ngọc nói xong, liền gọi điện ngay cho con gái mình là Chu Lệ Ngọc. Chu Lệ Ngọc thấy mẹ mình là bà Kim Ngọc lại gọi điện tới thì lập tức bắt máy nghe, "Mẹ, sao thế ạ? À? Mọi người đã nghĩ ra cách gì để cứu Phi Dương chưa ạ?" À? "Vẫn chưa, vừa nãy mẹ gọi điện thoại cho Nhược Mai, muốn nó giúp chúng ta cầu tình, nhưng nó không giúp. Nó nói, nếu như Phi Dương chỉ bị nghi ngờ là phản quốc theo địch, chắc chắn không làm ra chuyện phản quốc theo địch đó thì nó mới có thể giúp được. Con có biết Phi Dương rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì hay không?" Kim Ngọc nói, Em ấy có phản quốc theo địch hay không thì cơ bản con cũng không rõ là có chuyện gì, con chỉ biết lúc được đưa từ trong phòng ra, Phi Dương đã cùng với người nhà họ Trần và Chiến thần bất bại Ano ngồi với nhau cùng ăn cơm rồi." Chu Lệ Ngọc nói. "Nếu nói như vậy thì từ sớm Phi Dương đã đầu hàng quân địch rồi, lúc này thì thật sự khó khăn rồi." Kim Ngọc nói. "Chắc là đã đầu hàng từ sớm rồi, chỉ là khi Phi Dương thấy con bị Ano làm nhục nhã, em ấy lập tức đứng lên can ngăn cho con." sau đó em ta cũng bị đánh chu lệ ngọc nói nếu nói như vậy thì phi dương vẫn thật sự còn có lương tâm không hẳn thật sự đi theo địch phản quốc không thật sự làm ra chuyện bán đứng long quốc kim ngọc nói vâng thời gian em ấy gia nhập quân địch quá ngắn hơn nữa vừa nhìn thấy con em ấy liền vì cứu còn mà khiến mình bị đánh không có thời gian đâu đi bán đứng long quốc cả chu lệ ngọc nói được mẹ biết rồi chỉ cần phi dương không thật sự bán đứng long quốc vậy thì chắc là sẽ cứu được nó về thôi mẹ lập tức gọi điện cho nhược mai để nói chuyện đây xem nó có đồng ý giúp đỡ không kim ngọc nói vâng ạ mẹ mau gọi cho chị ấy đi chu lệ ngọc nói sau khi kim ngọc cúp máy liền lập tức gọi điện cho khu nhược mai chu nhược mai thấy kim ngọc lại gọi điện thoại tới không thế không nghe máy nhược mai à ta vừa gọi điện thoại hỏi lệ ngọc rồi kim ngọc nói lệ ngọc nói thế nào ạ chu nhược mai hỏi lệ ngọc nói phi dương chắc hẳn không có làm ra chuyện bán đứng long quốc đâu tuy rằng nó ở cùng với mấy người nhà họ trần nhưng khi nó nhìn thấy lệ ngọc bị an nô nhục nhã thì nó lập tức ra mặt giúp đỡ thay nó cầu tình sau đó nó cũng bị người ta đánh kim ngọc nói chỉ bằng những lời nói từ một phía của lệ ngọc thì không thể nói lên được điều gì cả đợi lê huy long trở về cháu sẽ hỏi anh ấy tình hình cơ bản thế nào đã chu nhược mai nói được vậy làm phiền cháu rồi có chuyện gì cần ta giúp thì ta nhất định sẽ giúp cháu, không thì Phi Dương thật sự là mất mạng mất." Kim Ngọc nói. "Được, chỉ cần em ấy không thật sự phản quốc theo địch, không làm ra chuyện bán đứng Long quốc thì cháu sẽ cố hết sức giúp đỡ." Lệ Uy Long có nghe con hay không? Cháu cũng không dám đảm bảo đâu." Chu Nhược Mai nói. "Chỉ cần cháu có thể mở miệng nói một tiếng, cậu ta nhất định sẽ nghe cháu thôi." Thím hiểu rất rõ Lệ Uy Long, cậu ta luôn răm rắp nghe lời cháu mà." Kim Ngọc nói. Mấy chuyện nhỏ nhặt khác thì có lẽ anh ấy còn nghe cháu, nhưng đây là chuyện lớn cần phải trước sau rõ ràng, chưa chắc đã nghe theo cháu đâu, Chu Nhược Mai nói. Vào lúc khu Nhược Mai và Kim Ngọc nói chuyện điện thoại với nhau, Lê Uy Long đã về tới biệt thự tinh nguyệt. chương 790 anh ta đã làm rất nhiều việc xấu rồi. Lê Uy Long đắp sắp xếp cho Hà Ngọc Vinh và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng ở trong khách sạn Thiên Long để bảo vệ cho Long Chủ, lần này trở về, chỉ mang theo hơn 1.000 chiến sĩ của sư đoàn dũng sĩ để bảo vệ cho mình. Hơn nữa đã để lại những hộ vệ ở biệt thự tinh nguyệt, anh cảm thấy đã đủ lắm rồi. Bây giờ kẻ thù của thành phố Quốc Hòa đã bị tiêu diệt hết, chỉ cần không xảy ra bất cứ một cuộc tấn công quy mô lớn nào, mình có những binh lực này bảo vệ biệt thự tinh nguyệt thì không có ai có thể gây ra mối đe dọa với anh được. Chu Nhược Mai vừa mới nói chuyện điện thoại xong với Kim Ngọc thì liền nghe thấy bên ngoài biệt thự vang lên tiếng động cơ của xe quân sự. Chu Nhược Mai biết có lẽ Lê Uy Long đã trở về rồi, liền lập tức cùng Nguyễn Tú Hằng đi ra ngoài biệt thự. Hai người vừa ra đến cửa biệt thự đã thấy Lê Uy Long dẫn theo mình lính của sư đoàn dũng sĩ trở về. Uy Long, cuối cùng anh cũng về rồi, Chu Nhược Mai nhìn thấy Lê Uy Long trở về liền không giấu được vui vẻ nói. Ừ, anh về rồi đây, Lê Uy Long vừa nói vừa cùng khu Nhược Mai đi vào trong biệt thự nguyễn tú hằng có dự cảm là sắp tới chu nhược mai có lẽ sẽ tiếp tục làm nốt những chuyện chưa hoàn thành với lê uy long nên cô không đi cùng họ vào biệt thự uy long có phải anh hạ lệnh nhốt phi dương lại không chu nhược mai hỏi em nghe ai nói thế lê uy long hỏi vừa nãy thím hai gọi điện thoại qua đây nói với em đây chu nhược mai trả lời thím hai sao lại biết được lê uy long lại hỏi cô là lệ ngọc nói cho thím ấy biết uy long anh nói cho em biết đi có phải phi dương thật sự bị anh bắt rồi không chu nhược mai hỏi chuyện này là thật đúng là phi dương bị anh bắt lê uy long thấy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt thôi dứt khoát trực tiếp thừa nhận tại sao anh phải bắt cậu ta lại chu nhược mai hỏi anh bởi vì anh ta phản quốc theo địch lê uy long trả lời nhưng mà vừa nãy em nghe thím hai nói phi dương không có thật sự làm ra chuyện phản quốc theo địch đó chu nhược mai nói làm sao thím ấy biết rõ được Phi Dương không hề làm ra chuyện phản quốc theo địch chứ? Lệ Uy Long hỏi ngược lại. Là Lệ Ngọc nói đó. Lệ Ngọc nói, lúc nó bị Ano làm nhục nhã, Phi Dương đã lập tức tiến lên ra mặt giúp nó, sau đó cậu ta còn bị bọn họ đánh nữa, làm gì có thời gian đâu mà làm ra chuyện phản quốc theo địch kia, Chu Nhược Mai nói. Cô Lệ Ngọc kia thì biết cái gì chứ? Cô ta căn bản chẳng biết gì hết, Chu Phi Dương từ sớm đã như vậy rồi, từ sớm đã tiếp xúc với thủ lĩnh đặc công của nước Liệp ưng rồi, anh ta sớm đã đầu hàng nước Liệp ưng, đã làm việc cho nước Liệp ưng rồi. Lệ Uy Long nói, tại sao anh lại biết rõ mọi chuyện thế, Chu Nhược Mai kinh ngạc hỏi anh. Đừng quên anh là hộ soái bảo vệ, từ sớm anh đã bảo đặc công của anh làm rõ ràng giành mạch chuyện Chu Phi Dương phản quốc theo địch rồi. Lệ Uy Long nói, Chu Nhược Mai liền bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra Lệ Uy Long đã sớm nắm giữ trong tay chứng cứ Chu Phi Dương phản quốc theo địch rồi. Cụ thể thì Phi Dương đã làm những chuyện phản quốc theo địch gì thế, Chu Nhược Mai hỏi anh. Làm rất nhiều, anh ta với Phan Huy Thành, Trần An Khang cùng nhau đầu hàng địch. Những vụ bạo loạn trước đây ở thành phố Quốc Hòa chính là do bọn họ kích động mà ra, bọn họ nhận tiền của nước Liệp ưng, cùng lập kế hoạch chống lại anh, còn nhục mạ đoàn của anh. Còn nữa, lần trước những tên côn đồ bao vệ biệt thự tinh nguyệt, còn muốn giết em kia, cũng chính là ba người bọn họ xúi dục đấy. Lê Uy Long nói. Chu Nhược Mai nghe thấy Lê Uy Long nói như vậy, tức khắc sợ ngây người. Không ngờ rằng Chu Phi Dương lại có thể làm ra nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy. Lần đó biệt thự Tinh Nguyệt bị đám côn đồ hung bạo đó bao vây, khí thế kinh người đến nỗi lính canh cũng không ngăn chặn lại được, nếu không phải vì cái chết không thể giải thích được của các thủ lĩnh sau này đã khiến đám côn đồ đó sợ hãi mà bỏ chạy, vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chương 791 Em là vợ anh, không thể mềm yếu được không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng lại là kế hoạch của bọn Chu Phi Dương, Trần An Khang và Phan Huy Thành. Em là chị của Chu Phi Dương, đến em mà anh ta cũng muốn hại, em còn cầu tình thay cho anh ta sao?" Lê Uy Long hỏi. "Không, không, em sẽ không cầu tình thay cậu ta, hành động của cậu ta rất đáng tức giận, không xứng được người khác đồng tình." Chu Nhược Mai nói. "Ừm, như vậy là đúng rồi, thân là vợ hộ soái, không thể dễ dàng mềm lòng." mềm lòng quá sẽ hại nước hại dân tại thời điểm mấu chốt nên vì nghĩa lớn diệt thân lê uy long nói em đã biết nhưng em vẫn có chút tò mò đám côn đồ lần trước tấn công biệt thự tinh nguyệt sau đó những người đó lại bị cắt cổ một cách khó hiểu chuyện này rốt cuộc là do ai làm chu nhược mai tò mò hỏi đó là anh ra lệnh cho nhóm đặc công của anh làm những tên côn đồ đó là do bị đặc công của chúng ta ám sát lê uy long nói thì ra là như thế này vậy anh định xử lý Chu Phi Dương như thế nào? Chu Nhược Mai lại hỏi. Ba ngày sau, chúng ta sẽ đem nó cùng với người nhà họ Trần, người nhà họ Tống cùng nhau xử tử. Lê Uy Long nói, dù sao chuyện này sớm hay muộn cũng phải chấp hành, hơn nữa là phải chấp hành trước mặt mọi người, không bằng hiện tại nói cho khu Nhược Mai biết trước, để cho cô chuẩn bị tâm lý. Cho dù khu Nhược Mai và người nhà họ Chu biết anh muốn xử tử Chu Phi Dương, cũng không thể nào thay đổi được kết quả này. Chu Nhược Mai nghe thấy Lê Uy Long nói như vậy, một trận âm thanh ong ong vang lên trong đầu. Tuy rằng hành động của Chu Phi Dương là vô cùng đáng giận, nhưng anh dù sao cũng là người em trai sống cùng cô dưới một mái nhà hai mươi mấy năm, biết được nó phải bị Lê Uy Long xử tử, cô vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Uy Long, Phi Dương dù sao cũng là em vợ của anh, cũng là em trai họ của em, anh có thể xử lý nhẹ đối với Chu Phi Dương một chút hay không, tha cho nó một mạng tâm địa chu nhược mai thiện lương, vẫn nhịn không được cầu xin thay cho chu phi dương. Em vẫn là lòng mềm yếu, từ xưa đến nay chuyện phản quốc đi theo địch chính là tội chết, chu phi dương phản quốc theo địch, quốc pháp không thể tha. Rơi vào kết cục của hiện tại, hoàn toàn là do nó gieo gió gặt báo, anh tuyệt sẽ không bởi vì anh ta là em vợ của anh, mà nhắm mắt bỏ qua. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Chu Nhược Mai nghe thấy Lê Uy Long nói như vậy, cả người cũng ngây ra như phỗng. Tâm tình của cô bây giờ vô cùng phức tạp, tuy rằng cô cũng biết việc làm của Chu Phi Dương đã là tội chết khó thoát, nhưng mà cô vẫn có chút luyến tiếc, rốt cuộc đó chính là em trai họ của mình. Nhược Mai, hôm nay anh rất mệt mỏi, từ tối hôm qua đến bây giờ, anh còn chưa ngủ, anh về phòng nghỉ ngơi trước. Em cũng không cần nghĩ quá nhiều, chuyện này, ai cũng không thể thay đổi. Chu Phi Dương tự mình phạm phải sai lầm, nhất định phải tự mình gánh vác. Lệ Uy Long nói xong, liền đi về phòng anh là đi về phía phòng của mình. Bởi vì anh biết Chu Nhược Mai hiện tại biết được chuyện Chu Phi Dương 3 ngày sau phải bị xử tử, khẳng định sẽ không có tâm tình cùng mình làm loại chuyện đó. Trong lòng khu Nhược Mai hiện tại thật đúng là dối bời, hoang mang lo sợ. Cô cũng không có yêu cầu Lê Uy Long đến phòng ngủ với cô, cô một mình ngồi trên sofa phòng khách ngây người. Sau khi Lê Uy Long trở lại phòng của mình, nhớ tới quốc vương Long Quốc hôm nay mở cuộc họp, thảo luận về việc xuất binh viễn trinh, anh cũng không ngủ được. Vì để ngăn cản quốc vương Long Quốc xuất binh viễn trinh, anh cần phải mau chóng nghĩ ra một cái biện pháp đẹp cả đôi đường, vừa có thể chinh phục nước địch, lại có thể giảm bớt tướng sĩ bị thương vong của Long Quốc. Nhưng mà biện pháp như vậy, không phải là dễ dàng có thể nghĩ ra được. Nghĩ nghĩ, anh đột nhiên lại vô cùng nhớ đến bố nuôi dương văn đoàn của mình. Sau đó anh liền rời khỏi giường, đi tìm di vật của bố nuôi, nhìn vật nhớ người. Ngay khi anh mở ra cái dương cũ kia của Dương Văn Đoàn, đột nhiên phát hiện phía dưới dương thế nhưng lại có một phong thư. Trên phong thư viết bốn chữ thân gửi Huy Long. Lệ Huy Long nhìn thấy phong thư này, tức khắc cực kỳ kinh ngạc. Trước đây thời điểm anh đi nhận di vật Dương Văn Đoàn, chỉ là thu thập đại khái một chút, cũng chưa từng cẩn thận lục xem dưới đáy hòm này, cho tới bây giờ mới phát hiện ra phong thư này. Chương 792 bức thư của Dương Văn Đoàn lê uy long vô cùng tò mò bố nuôi dương văn đoàn rốt cuộc đã viết cái gì lưu lại trong phong thư này dù sao phong thư này viết rõ là gửi cho chính mình anh liền gấp gáp không chờ nổi xé rách phong thư lấy ra tờ giấy sau đó nhìn đến từng câu từng chữ chỉ thấy trên đó viết uy long khi con nhìn thấy phong thư này bố muốn nói cho con một tin tức tốt thật ra mẹ ruột của con lê tuyết tương vẫn chưa chết bà ấy vẫn còn sống trên đời Lệ Uy Long vừa nhìn đến câu mở đầu câu đầu tiên, biết được bố nuôi nói mẹ của mình vẫn chưa chết, lập tức kích động đến tột đỉnh. Anh nằm mơ chưa từng nghĩ đến, mẹ của mình thế nhưng chưa chết. Chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào đây? Mồ của mẹ mình cũng đều đã lập, làm sao lại chưa chết? Lệ Uy Long mang theo đầy bụng nghi vấn, lại tiếp tục nhìn xuống. Mẹ con nằm đó vì không muốn liên lụy con, hơn nữa vì để khích lệ con nỗ lực vươn lên, sau này vượt qua nhà họ Long, cho nên đã giả chết. Bà ấy để bố nói với con, bà đã qua đời vì mang bệnh, hơn nữa còn lập mồ cho bà, để cho con tin bà ấy đã thật sự chết rồi. Xem xong những lời này, Lê Uy Long như bừng tỉnh nhận ra. Năm đó, là thời điểm anh đang học cấp 3 đang ở trong trường học. Một lần nghỉ về nhà, nhìn không thấy mẹ ở nhà, bố nuôi khuyên bảo anh, nói mẹ anh đã đột nhiên phát bệnh cấp tính qua đời lời của dương văn đoàn lúc ấy là như thế này vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện anh học tập mẹ anh trước khi chết không cho ông nói chuyện này với anh hiện giờ nhìn thấy phong thư này anh rốt cuộc mới biết vốn dĩ là mẹ anh và dương văn đoàn hợp lại lừa anh lúc ấy khi biết được tin giữ mẹ bị bệnh chết anh đã thương tâm muốn chết rất lâu đồng thời càng thù hận sâu sắc hơn đối với nhà họ long sau đó anh lại biến đau thương thành động lực càng thêm nỗ lực vươn lên thề muốn trở nên nổi bật để sau này tìm nhà họ Long báo thù cho mẹ. Lệ Uy Long lại tiếp tục nhìn xem xuống. Mẹ con đã một mình đi đến một nơi xa lạ không người nào biết, bố cũng không biết bà ấy đã đi nơi nào. Bà ấy nói, chờ đến khi con công thành danh toại lại đi tìm bà. Là mẹ con muốn bố kết hợp với bà ấy lừa gạt con, con ngàn lần không nên trách bố nha. Phong thư này viết đến đây liền kết thúc, cũng không phải là rất dài, nhưng lượng tin tức cũng rất nhiều. Lệ Uy Long biết được mẹ mình vẫn chưa chết, đã kích động đến đôi tay đều đang phát run. Nếu không phải nhìn ra đây là bút tích mà Dương Văn Đoàn tự tay viết, anh cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Nếu là tin mà Dương Văn Đoàn tự tay viết, những lời bên trong khẳng định là sự thật, mẹ mình vẫn còn sống trên đời. Vốn dĩ mẹ mình không chết, mẹ mình vẫn còn sống trên đời, thật sự là quá tốt rồi. Lệ Uy Long đã kích động đến mức lớn tiếng giống lên, hơn nữa còn chảy ra nước mắt vui sướng. Đây là một lời nói dối đầy thiện ý, anh đương nhiên sẽ không trách Dương Văn Đoàn, cũng sẽ không trách mẹ mình. Năm đó mẹ mình đúng thật là bệnh tật ốm yếu, chính mình vẫn luôn ở bên chăm sóc bà ấy. Bà lựa chọn giả chết, Lặng Yên rời đi, là vì không muốn liên lụy tới mình, để cho mình có thể không còn vướng bận, mới có thể tòng quân, sau này mới có thể ở trên chiến trường không còn nỗi lo, lập được chiến công hiển hách, sáng lập ra một thần thoại trong quân đội trong thời gian mấy năm ngắn ngủn, liền đã trở thành hộ soái hộ quốc đứng đầu của Long Quốc. Tất cả những điều này đều là bởi vì mẹ anh tạo cho anh động lực. chương 793 anh có bị điên không? Nếu như có mẹ, anh nhất định sẽ không đi nhập ngũ mà ở nhà chăm sóc người mẹ già dạ yếu. Ngay cả khi nhập ngũ, giết giặc trên chiến trường, nghĩ rằng vẫn còn một người mẹ ốm đau ở nhà để chăm sóc, thì không thể toàn tâm hướng về phía trước và cứ mãi coi cái chết là nhà. Bây giờ, anh đã công thành danh toại, anh rất muốn đi tìm mẹ ngay để làm tròn chữ hiếu. Tuy nhiên, ở trong bức thư, người bố nuôi nói rằng ông ấy không biết mẹ đang ở đâu, cũng không có chút manh mối nào cả. Nhưng mà, chỉ cần mẹ vẫn còn sống trên đời, thì với khả năng hiện tại của bản thân, không khó để tìm được mẹ. Cho dù dùng hết tất cả khả năng cũng phải tìm được mẹ. Uy Long, anh có chuyện gì vậy? Lúc này, Chu Nhược Mai đột nhiên mở cửa phòng, bước vào hỏi vừa rồi ở phòng khách cô nghe thấy tiếng hét rất to của lê uy long trong phòng cô vô cùng sợ hãi tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nên lập tức chạy vào xem có chuyện gì hay không nhược mai mẹ anh chưa chết mẹ anh vẫn còn sống lê uy long hào hứng giống như một đứa trẻ thể hiện niềm vui với chu nhược mai chu nhược mai nhìn thấy lê uy long đang khóc dáng vẻ nhảy múa vui mừng nhất thời cô cảm thấy hơi ngạc nhiên ngoại trừ nghe được tin dương văn đoàn đã qua đời Chu Nhược Mai nhìn thấy Lệ Huy Long khóc thì từ trước tới nay cô chưa bao giờ thấy Lê Huy Long khóc như vậy. Bây giờ nhìn thấy một hộ xoái oai phong lẫm liệt, có thể làm rung trời chuyển đất như Lệ Huy Long nhảy múa khóc như mưa. Chu Nhược Mai nghĩ rằng anh giống như đã trở thành một người điên. Từ lâu cô đã nghe Lê Huy Long nói rằng mẹ anh đã chết vì bệnh từ lâu, nhưng bây giờ tại sao đột nhiên anh lại nói rằng mẹ anh chưa chết? Không phải là phát điên thì là gì? Lệ Huy Long, anh bình tĩnh đi có phải vì quá nhớ mẹ mà anh phát điên rồi không, Chu Nhược Mai an ủi. Chuyện này là thật, anh không có nói dối em, mẹ anh thật sự là chưa chết. Lê Uy Long kích động nói. Bất kể là ai, đột nhiên biết được mẹ mình nhiều năm qua vẫn chưa chết cũng sẽ vô cùng kích động. Ngay cả một hộ xoái oai phong như Lê Uy Long cũng không là ngoại lệ. Anh đã công thành danh toại, trở thành một hộ xoái dưới một người nhưng trên triệu người ở Việt Nam, anh muốn làm tròn chữ hiếu của mình, nhưng không ai cho anh làm tròn chữ hiếu của anh ngay cả bố nuôi của anh là dương văn đoàn cũng đã qua đời nếu như mẹ anh chưa chết làm sao anh có thể không phấn khích được chứ là thật sao sao anh biết mẹ anh chưa chết chu nhược mai hỏi em nhìn xem đây là bức thư mà chính tay bố nuôi đã viết gửi cho anh trong đó ông ấy nói rằng mẹ anh chưa chết mẹ anh vì không muốn liên lụy đến anh nên mới giả vờ chết cùng hợp tác với bố anh để lừa gạt anh mẹ anh thực sự vẫn còn sống Lê Uy Long vừa nói vừa đưa bức thư cho khu nhược mai. Chu nhược mai cầm lá thư trong tay của Lê Uy Long và đọc nó. Sau khi đọc xong, Chu nhược mai vui vẻ nói, thì ra mẹ của anh thật sự chưa chết, đúng là tốt quá rồi. Đúng vậy, bây giờ anh không biết phải diễn tả sự phấn khích của mình như thế nào nữa. Vì quá phấn khích, Lê Uy Long đã ôm chặt Chu nhược mai, ôm chặt cô vào lòng. Nhưng mà, mặc dù mẹ anh vẫn còn sống trên đời, thì chúng ta vẫn không biết nên tìm bà ấy ở đâu chu nhược mai nói trong lồng ngực của lê uy long không sao cả chỉ cần mẹ anh còn sống trên đời anh sẽ tìm cách để tìm thấy bà ấy anh thật sự rất vui lê uy long vẫn không giấu được sự phấn khích đúng vậy với năng lực hiện tại của anh nhất định có thể tìm được mẹ của chúng ta chu nhược mai nghĩ rằng mẹ của lê uy long cũng là mẹ ruột của mình nên đã đổi giọng thành mẹ của chúng ta được cho dù có dùng hết sức anh nhất định cũng sẽ tìm được mẹ của chúng ta. Sau khi tìm được mẹ của chúng ta, anh sẽ để bà ấy bế cháu trai. Lê Uy Long nói. Chu Nhược Mai nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi anh muốn làm gì. Hiện tại còn chưa xuất hiện dấu hiệu gì cả, cái gì mà bế cháu trai chứ. chương 794 Nguyễn Tú Hằng phá đám. Vậy thì anh sẽ làm em xuất hiện dấu hiệu ngay bây giờ. Xuất hiện dấu hiệu gì chứ? Đầu óc khu nhược mai mơ hồ, không phải em nói vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu gì hay sao ngay bây giờ chúng ta sẽ làm cho mẹ có cháu trai để bế lê uy long hào hứng nói đừng mà bây giờ đang là ban ngày bị người khác nhìn thấy sẽ không được tốt cho lắm chu nhược mai nói bên ngoài có nhiều nhân viên bảo vệ như vậy không ai có thể xông vào nếu không có lệnh của anh lê uy long nói xong liền cúi mặt hôn chu nhược mai chu nhược mai muốn từ chối nhưng lại cũng ngập ngừng ninh đón đúng lúc này đột nhiên Nguyễn Tú Hằng xuất hiện ở trước cửa phòng, cô ấy vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Lê Uy Long đang ôm Chu Nhược Mai nồng nhiệt, nhất thời cô ấy kinh ngạc đến ngây người. Lúc nãy khu Nhược Mai đi vào, còn chưa đóng cửa nên Nguyễn Tú Hằng đi vào và trực tiếp nhìn thấy cảnh này. Lệ Uy Long và khu nhược mai kinh ngạc khi nhìn thấy Nguyễn Tú Hằng bất ngờ đi vào, vội vàng buông nhau ra. Nguyễn Tú Hằng, cô chạy tới đây làm cái gì vậy? Lệ Uy Long có hơi tức giận hỏi bản thân vừa mới nói bên ngoài có rất nhiều nhân viên bảo vệ không ai có thể xông vào không ngờ nguyễn tú hằng lại có thể đi vào như vậy anh chỉ vừa mới bắt đầu hôn chu nhược mai còn chưa kịp tiến sâu vào nguyễn tú hằng này thật sự là tới để phá hoại điều này đương nhiên khiến anh có chút khó chịu tôi vừa nãy tôi nghe anh hét như điên tưởng có chuyện gì xảy ra nên chạy vào xem sao nguyễn tú hằng giải thích cô ấy cũng rất xấu hổ khi phá vỡ chuyện tốt của lê uy long và khu nhược mai mà khu nhược mai bị Nguyễn Tú Hằng nhìn thấy cô và Lê Uy Long đang hôn nhau, cô vội vàng thoát ra khỏi lồng ngực của Lê Uy Long. Lúc này cô đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất rồi. Tôi không sao cả, tôi đã hét lên vì quá phân khích, cho nên mới hét to như vậy. Sau đó Lê Uy Long mới nhận ra rằng chính tiếng hét của mình đã khiến Nguyễn Tú Hằng cảm thấy hoảng sợ. Nếu không có chuyện gì thì tại sao anh lại khóc? Nguyễn Tú Hằng nhìn thấy nước mắt còn trên mặt của Lê Uy Long nên hỏi tôi rơi nước mắt vì tôi quá hạnh phúc lê uy long rất xấu hổ khi bị nguyễn tú hằng nhìn thấy anh đang rơi nước mắt sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi đường đường là hộ soái bảo vệ lại bị một người phụ nữ nhìn thấy bản thân khóc thật sự là quá mất mặt là chuyện gì đã làm cho anh khóc vì vui sướng nguyễn tú hằng tò mò hỏi dù sao cô ấy cũng đã phá vỡ chuyện tốt của lê uy long và khu nhược mai nên cũng cần hỏi rõ ràng trước khi rời đi bởi vì tôi biết được rằng mẹ tôi chưa chết bà ấy vẫn còn sống trên đời khi lê uy long nói về chuyện này anh vô cùng vui mừng anh cũng không trách nguyễn tú hằng đã phá vỡ việc tốt của mình vốn bản thân tưởng rằng mẹ đã chết nhiều năm như vậy rồi nhưng không ngờ bà ấy vẫn còn sống trên đời cảm giác này giống như mẹ chết đi sống lại đây là điều hạnh phúc nhất trên thế giới cùng lắm thì anh cũng chỉ cần như thế này thôi không có gì có thể làm cho con người hạnh phúc hơn thế này cũng không có chuyện gì có thể làm cho anh cảm thấy tồi tệ vào lúc này cái gì? Mẹ của anh không phải đã chết nhiều năm rồi sao? Làm sao còn sống được chứ?" Nguyễn Tú Hằng kinh ngạc hỏi. Cô sớm đã nghe Chu Nhược Mai nói rằng mẹ của Lê Uy Long không còn sống trên đời. "Tôi cũng tưởng rằng mẹ tôi không còn sống nữa, vừa rồi tôi nhìn thấy bức thư bố nuôi để lại, tôi mới biết mẹ tôi vẫn chưa chết, bà ấy vẫn còn sống trên đời." Lê Uy Long nói. "Làm sao có chuyện như vậy được, cho tôi xem bức thư của anh." Nguyễn Tú Hằng không thể tin chuyện này là thật cô ấy phải đọc lá thư đó. Vậy thì cô xem đi, Lệ Uy Long đưa bức thư cho Nguyễn Tú Hằng, anh cũng muốn chia sẻ với Nguyễn Tú Hằng về một điều hạnh phúc như vậy. Nguyễn Tú Hằng nhận lấy lá thư trong tay của Lê Uy Long và đọc nó một cách nghiêm túc. Sau khi đọc nó, biết rằng mẹ của Lê Uy Long vẫn còn sống trên đời, cô ấy cũng rất phấn khích. Hóa ra đây là sự thật, chuyện này thật sự rất tốt rồi, không ngờ mẹ anh và chú Dương lại hợp tác với nhau nói dối anh nhiều năm như vậy nguyễn tú hằng nói đúng đấy nếu mẹ tôi không bố trí ván cờ này để nói dối tôi tôi nhất định sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay lê uy long nói chỉ cần gì ấy còn sống trên đời tôi tin rằng nhất định anh sẽ có cách để tìm thấy gì ấy hai mẹ con anh sớm sẽ đoàn tụ thôi chúc mừng anh nguyễn tú hằng nói ừm tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm mẹ tôi lê uy long nói được rồi anh đã hét to lên là vì anh đang hạnh phúc Vậy thì tôi cần không lo lắng nữa. Tôi sẽ ra ngoài trước, hai người có thể tiếp tục. Nguyễn Tú Hằng cũng xấu hổ khi trì hoãn việc tốt của Lê Uy Long và Khu Nhược Mai, cô ấy nói xong lập tức xoay người rời đi. Khi nghe những lời của Nguyễn Tú Hằng như thế này, Chu Nhược Mai lại đỏ mặt. Sau khi Nguyễn Tú Hằng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lê Uy Long và Khu Nhược Mai. Tuy nhiên, do vừa rồi bị Nguyễn Tú Hằng làm gián đoạn, lê uy long và khu nhược mai không biết phải làm như thế nào để tiếp tục nữa nhược mai bây giờ anh đang rất phấn khích luôn muốn làm gì đó để thể hiện sự phấn khích của mình lê uy long nói em hoàn toàn hiểu được cảm xúc của anh em cũng rất vui mừng khi biết rằng mẹ của chúng ta vẫn còn sống chu nhược mai nói cả hai chúng ta đều đang ở trong trạng thái hưng phấn nếu chúng ta cùng như sinh ra một đứa con thì nhất định con của chúng ta sẽ rất ngoan lê uy long nói Chương 795 Logic có khoa học. Logic này của anh ở đâu ra vậy?" Chu Nhược Mai nói thầm. "Anh không biết logic ở đâu ra, nhưng đây chắc chắn là một logic khoa học." Lê Uy Long nói. "Ha ha ha, Chu Nhược Mai bị Lê Uy Long chọc cho cười, "Đây là cái thứ logic quái quỷ gì vậy, căn bản không có căn cứ khoa học nào cả." "Có cơ sở khoa học nào hay không, chúng ta thử nghiệm một cái sẽ biết ngay thôi." Lê Uy Long nói. "Anh là người đàn ông chính trực" anh trở nên miệng lưỡi như vậy từ khi nào vậy? Chu Nhược Mai gắt giọng hỏi. Có lẽ vì anh đang rất hạnh phúc, vì vậy mà cảm xúc của anh đã tăng cao hơn. Lê Uy Long nói, mặc dù có tin tức của mẹ anh, nhưng mà mẹ ruột của em vẫn đang mất tích. Đột nhiên Chu Nhược Mai buồn bã nói. Sau khi giải quyết xong việc nước nhà, anh sẽ bố trí nhân lực đi tìm mẹ của chúng ta, tìm mẹ của em và cả mẹ của anh. Lê Uy Long nói, bây giờ Long Chủ đang ở thành phố Quốc Hòa, hơn nữa tình hình vẫn chưa ổn định tạm thời anh không muốn sử dụng phần lớn quyền lực ở việt nam vào việc riêng của mình trong lúc này được rồi anh là một hộ soái của một đất nước em tin tưởng anh sẽ tìm được mẹ của chúng ta chu nhược mai nói vậy bây giờ chúng ta có nên sinh ra một đứa con không lê uy long hỏi ý kiến của chu nhược mai cả đêm qua anh đã không ngủ hôm nay bận việc hơn nửa ngày đến bây giờ còn chưa ngủ anh đi nghỉ ngơi trước đi rồi hãy nói chuyện này Vừa mệt vừa muốn vận động để sinh con, chất lượng sẽ không được tốt đâu, Chu Nhược Mai nói. Logic của của em ở đâu ra vậy? Có thể thuyết phục người khác bằng những lời này hay sao? Lê Uy Long hỏi. Đương nhiên là có rồi, em có cơ sở khoa học, không giống như của anh, chỉ toàn đoán mỏ, Chu Nhược Mai nói. Hiện tại Chu Nhược Mai không muốn sinh con chỉ vì cô nhìn thấy được Lê Uy Long đang mệt mỏi, thêm vào đó, cũng bởi vì cô biết rằng em họ của cô là Chu Phi Dương sắp bị xử tử trong 3 ngày nữa nghĩ đến em họ sắp bị xử tử cô vô cùng hoảng sợ được rồi vậy anh sẽ nghe lời em sau khi chờ anh nghỉ dưỡng sức chúng ta liền sinh con đẻ cái hiện tại trong lòng lê uy long đang hưng phấn anh cũng không cần nhất định phải làm bằng được loại chuyện kia mặc kệ như thế nào anh rất vui mừng khi biết rằng mẹ anh vẫn còn sống điều này đã làm cho anh vô cùng vui vẻ rồi vậy em đi ra ngoài trước anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt chu nhược mai nói xong liền bước ra khỏi phòng sau khi chu nhược mai bước ra khỏi phòng lê uy long không thể ngủ được vì quá phấn khích anh không thể chờ đợi được đến lúc tìm thấy mẹ của mình vì vậy anh đã lấy điện thoại gọi cho trương minh nguyệt trương minh nguyệt nhìn thấy điện thoại của lê uy long gọi đến lập tức nhấn máy nghe hộ xoái, xin nhận lệnh trương minh nguyệt tình hình ở khách sạn thiên long như thế nào đầu tiên lê uy long hỏi một chút về tình hình ở khách sạn thiên long mọi thứ trong khách sạn thiên long hiện giờ vẫn bình thường tôi không thấy bất kỳ động tĩnh nào từ kẻ thù. Trương Minh Nguyệt nói, đặc công của kẻ thù ở khắp mọi nơi, tất cả phải tăng cường cảnh giác, không được thả lòng. Long chủ là sự an nguy của toàn bộ nước Việt Nam, nhất định không được có sai sót nào. Lê Uy Long dặn dò. Vâng, tôi đã hiểu rõ, nhất định dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ Long chủ, xin hộ soái hãy yên tâm. Trương Minh Nguyệt nói. Tôi có một việc rất quan trọng, tôi muốn sắp xếp cho tổ đặc công xe đầu của cô làm việc đó cuối cùng thì Lệ Uy Long cũng đi đúng vào vấn đề. Hộ soái có việc muốn chúng tôi làm, mặc dù là bất cứ chuyện gì đi nữa thì hộ soái cứ nói, không cần phải vòng vo. Trương Minh Nguyệt nói, Lệ Uy Long hài lòng, ngay cả Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh cũng phục tùng anh rất trung thành. Tôi có vòng vo khi nào à? Nói chuyện với cô mà tôi không thể đường đường chính chính nói hay sao? Lệ Uy Long hỏi, được rồi, vậy anh có chuyện gì hãy nói đi, tôi đang tập trung lắng nghe trương minh nguyệt nói thành viên tổ đặc công xe đầu của cô ở khắp nơi trên đất nước tôi muốn mọi người giúp tôi tìm mẹ ruột của mình lê uy long nói hộ soái không phải mẹ của anh đã qua đời lâu rồi hay sao làm sao chúng tôi tìm cho anh được trương minh nguyệt với tư cách là đội trưởng đội đặc công xe đầu chuyên thu thập các loại thông tin đương nhiên sớm đã biết được thông tin mẹ của lê uy long đã qua đời rất lâu rồi hơn nữa Cô ta cũng biết rằng Lê Uy Long thực sự là con trai của Long Trấn Tiêu và mẹ của Lê Uy Long là người vợ đầu tiên của Trấn Tiêu, Lê Tuyết Tương. Tôi mới biết rằng mẹ tôi năm đó là giả chết, bà ấy vẫn chưa chết, bà ấy vẫn còn sống trên đời. Lê Uy Long nói, làm sao anh biết được điều này, thông tin có đáng tin cậy không? Trương Minh Nguyệt hỏi, đó là một bức thư mà bố nuôi của tôi Dương Văn Đoàn để lại. Bức thư nói rằng mẹ tôi năm đó là giả chết, bà ấy vẫn chưa chế lê uy long nói thì ra là như vậy chuyện này thực sự tuyệt vời tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra mẹ của hộ soái trương minh nguyệt cũng biết dương văn đoàn bức thư này để lại tất nhiên cô ta tin đó là sự thật vậy thì tôi nhờ cô rồi lê uy long nói hộ soái chú đoàn có nói rõ mẹ của anh ở đâu hay không trương minh nguyệt hỏi không có bố nuôi tôi cũng không biết mẹ tôi đã đi đâu lê uy long nói nếu đã như vậy e là phải mất một thời gian để có thể tìm ra mẹ của hộ soái trương minh nguyệt nói tôi biết ta cho các cô thời gian cho dù là dùng biện pháp gì cho dù là dùng hết toàn lực cũng phải thay tôi tìm được mẹ của tôi lê uy long nói vâng trương minh nguyệt gật đầu mẹ tôi tên là lê tuyết tương tôi chỉ có ảnh của bà khi bà còn nhỏ tôi sẽ gửi ảnh của bà cho cô sau Lê Uy Long không thể cung cấp cho Trương Minh Nguyệt bất kỳ manh mối nào mà chỉ có thể cung cấp cho cô ta những bức ảnh của mẹ anh khi bà ấy còn trẻ. Được rồi, thật tốt nếu Trương Minh Nguyệt có những bức ảnh của Lê Tuyết Tương khi bà ấy còn trẻ. Dù mọi người có thay đổi thế nào thì những đường nét trên gương mặt vẫn còn đó, vẫn có thể nhận ra được. Ngoài ra, còn có một người khác cũng cần cô giúp đỡ để tìm. Lê Uy Long nói. Hộ Soái, anh còn muốn chúng tôi tìm ai? Trương Minh Nguyệt hỏi chương 796 anh ấy sẽ tìm người. Tôi vẫn cần tìm người, là mẹ vợ tôi Lê Uy Long nói. Mẹ vợ của Hoài Soái không có lẽ là Tô Lệ Bình sao? Lẽ nào Tô Lệ Bình đang chạy trốn sao? Trương Minh Nguyệt hỏi. Các cô vẫn chưa biết, Tô Lệ Bình không phải là mẹ ruột của vợ tôi. Tôi cần các cô giúp tôi tìm thấy người mẹ ruột của vợ tôi, Giang Mộng Vận. Lệ Uy Long nói đến. Giang Mộng Vận, Giang Mộng Vận rốt cục là ai? trương minh nguyệt trước giờ chưa từng nghe qua cái tên này tôi chẳng phải vừa nói sao giang mộng vận mẹ ruột của vợ tôi lê uy long toát mồ hôi tôi biết là mẹ ruột của vợ anh nhưng thông tin về mẹ vợ của anh một chút tôi cũng không biết như thế thì cha làm sao được trương minh nguyệt nói mẹ vợ tôi giống mẹ tôi đều là xuất thân bần hàn bà ấy sau khi hạ sinh vợ tôi thì bị đuổi khỏi nhà họ chu tôi cũng chỉ biết có vậy nếu như tôi biết nhiều hơn tôi đã tự mình đi tìm còn nhờ đến các cô tìm làm gì các cô bất luận thế nào cũng phải tìm cho bằng được mẹ vợ của tôi lê uy long ra lệnh được thuộc hạ nhất định dồn hết sức lực trương minh nguyệt ngay lập tức nhận lệnh sau khi cúp điện thoại tâm trạng lê uy long rất phấn khích và ngủ một giấc thật ngon chu nhược mai biết được ba ngày sau chu phi dương bị hành hình trong lòng cô rất hỗn loạn rất hỗn loạn cô không biết phải làm sao cô muốn nói với nhà họ chu lại không dám sợ bọn họ tổn thương cứ coi như là nói với bọn họ thì bọn họ cũng không cứu nổi Chu Phi Dương. Không nói với bọn thì trong lòng bất an. Nguyễn Tú Hằng ở ngoài biệt thự đi lòng vòng một vòng, có lẽ Lê Uy Long và Khu Nhược Mai đã làm xong việc rồi, vừa hay về đến biệt thự. Bởi vì cô ấy vẫn phải số chữ phải viết, còn phải viết tiểu thuyết, không thể đi lang thang quá lâu. Đúng lúc Nguyễn Tú Hằng vào đến trong biệt thự, nhìn thấy tinh thần Chu Nhược Mai không ổn ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, lại hỏi đến, Nhược Mai Cậu sao thế, có phải Lê Uy Long bắt nạt cậu không? Không, không có, Lê Uy Long nào dám ức hiếp tớ chứ?" Chu Nhược Mai đáp lại, "Tú Hằng, tớ có tâm sự, không biết phải nói với ai." Chu Nhược Mai nói. "Có tâm sự gì, cậu kể với tớ đi, chúng ta là bạn thân không có chuyện gì là không thể nói với nhau. Có phải người đàn ông sắt thép Lê Uy Long lại làm cậu giận đúng không?" Tú Hằng hỏi cô. "Không, không phải vì việc đó." Chu Nhược Mai nhanh chóng phủ nhận việc đó vậy ý của cậu là lê uy long đã cùng cậu làm rồi sao nguyễn tú hằng lại tò mò hỏi cô cũng không phải cậu đừng hỏi những việc thế này có được không bây giờ tớ đang cảm thấy rất phiền não chu nhược mai đáp được rồi vậy cậu có chuyện gì thế cậu mau nói đi nguyễn tú hằng nhìn thấy bộ dạng buồn bã của chu nhược mai thì cũng không muốn đùa cô nữa nghiêm túc hỏi cô em họ tớ chu phi dương vì phản quốc theo địch ba ngày sau sẽ bị lê uy long hành hình rồi tôi không biết nên phải làm sao cậu nói xem tớ nên làm thế nào, Chu Nhược Mai nói. Cái gì, Lệ Uy Long đột nhiên muốn hành hình Chu Phi Dương sao? Nguyễn Tú Hằng ngạc nhiên. Đúng thế, anh rể hành hình em vợ, tớ bị kẹt ở giữa quá khó xử, Chu Nhược Mai nói. Đúng vậy, Lệ Uy Long đã thu thập đủ chứng cứ nó phản quốc trong tay rồi, anh ấy làm rất nhiều vụ bán nước cầu vinh như này, Chu Nhược Mai nói. Nếu như Chu Phi Dương thật sự bán nước cầu vinh, đừng nói là anh rể hành hình em vợ, kể cả là bố hành hình con thì cũng không phải chưa có chuyện như vậy xảy ra. Nguyễn Tú Hằng nói, nhưng mà tôi không biết phải ăn nói thế nào với nhà họ Chu Chu Nhược Mai nói. Sự việc này còn phải nói thế nào nữa, đây đâu phải lỗi do cậu, là do Chu Phi Dương tự gây tội thì phải chịu tội. Nếu nhà họ Chu gọi điện đến hỏi thì cậu cứ nói sự thật là được. Nguyễn Tú Hằng nói, tôi sợ chú hai thím hai tớ, còn có bà nội tớ chịu không nổi kết quả này, Chu Nhược Mai nói tóm lại là sớm muộn gì bọn họ cũng biết kết quả như này không chịu đựng nổi thì cũng phải chịu đựng cậu đừng vì chuyện này mà xoắn hết lên cậu nên nghĩ đến những chuyện vui vẻ nguyễn tú hằng nói nghĩ chuyện vui gì chu nhược mai hỏi mẹ đẻ của lê uy long không phải vẫn sống trên đời này sao cậu nên nghĩ về những chuyện vui này nguyễn tú hằng nói được nghĩ đến chuyện này tớ cũng rất vui lê uy long những năm nay cũng đã rất lẻ lo hiu quạch nếu như thật sự tìm thấy mẹ anh ấy chắc anh ấy vô cùng vui mừng, Chu Nhược Mai nói. Đúng thế, tớ có thể nhìn ra được, Lệ Uy Long là một người con rất có hiếu. Nếu như tìm thấy mẹ anh ấy nhất định anh ấy sẽ báo hiếu hết mực. Nguyễn Tú Hằng nói. Lệ Uy Long cũng vừa đáp ứng với tớ, anh ấy sẽ giúp tớ tìm mẹ ruột, Chu Nhược Mai nói. Như vậy thì quá tốt rồi, nếu như mẹ cậu và mẹ Lê Uy Long đều tìm thấy rồi đó chính là niềm vui lớn nhất rồi. Nguyễn Tú Hằng nói. Khách sạn Thiên Long. Trương Minh Nguyệt đứng ở trên bục của khách sạn Thiên Long phòng bị, đột nhiên nhìn thấy trên tầng cao xa xa có một tia sáng lạnh lùng. Cô ta chăm chú nhìn một cái và nhìn thấy một tên súng bắn tỉa đang phục kích trên sân thượng. Có kẻ địch bắn tỉa ở tòa nhà đối diện, nhanh bảo vệ Long chủ, Trương Minh Nguyệt hô to. Các nhân viên bí mật của nhóm đặc công, mỗi người đều đeo tai nghe, đều nghe thấy tiếng hét của Trương Minh Nguyệt. Biết được kẻ địch bắn tỉa ở bên tòa nhà đối diện, người của đội đặc công có người chạy về hướng phòng của long chủ, có người bắt đầu tìm vị trí của tên súng bắn tỉa. chương 797 kẻ địch tập kích, có súng bắn tỉa, mau bảo vệ long chủ. một trong số người đội đặc công xe đầu vừa chạy về phía quốc vương long quốc vừa hô to. lính gác ngoài cửa phòng long chủ là quan hồng và bảo vệ, nghe thấy tiếng hô hoán của đội đặc công xe đầu thì ngay lập tức lao vào phòng của long chủ. long chủ, có súng bắn tỉa, mau nấp đi ạ. À vừa chạy vừa hô to. Lúc đó Long Chủ đang đi tới đi lui trước cửa sổ, đang suy nghĩ xem có nên dẫn binh đi viễn trinh hay không, liền sửng sốt khi nghe thấy tiếng hô to của Quan Hồng. Lúc đó, Triệu Minh Nguyệt trên tầng thượng nhìn thấy tên súng bắn tỉa đối diện, nòng súng đang chĩa về hướng phòng Long Chủ, lập tức nổ súng về phía hắn ta. Bùm, bùm, đúng lúc Triệu Minh Nguyệt nổ súng, đồng thời tay súng bắn tỉa phía bên tòa nhà đối diện cũng nổ súng. Triệu Minh Nguyệt nhắm thẳng đầu tên súng bắn tỉa, còn tên súng bắn tỉa đó chỉ nhắm về cửa sổ phòng của Long Chủ mà bắn. Tên đó chỉ chăm chăm bắn về phòng của quốc vương Long Quốc, không ngờ rằng Triệu Minh Nguyệt lại từ trên sân thượng nhằm hắn mà bắn, vì vậy hắn không né tránh được. Hơn nữa, kỹ thuật bắn súng của Triệu Minh Nguyệt rất chuẩn, viên đạn găm trực tiếp găm thẳng vào đầu tên súng bắn tỉa đó. Trên chán tên súng bắn tỉa lúc đó máu phun ra tung tóe, chết ngay tại chỗ những viên đạn hắn bắn ra lại vẫn bay thẳng về phòng của quốc vương long quốc quan hồng xông vào phòng thấy long chủ vẫn đang đứng sửng suốt tại đó dựa vào sự nhạy bén nghề nghiệp của mình đã dự cảm thấy điều nguy hiểm lập tức lao đến người long chủ nhanh chóng kéo long chủ nằm xuống đất bằng quan hồng vừa kéo quốc vương long quốc ngã xuống đất nghe dầm một tiếng kính cửa sổ bị viên đạn làm vỡ rồi viên đạn bay sượt qua lưng quan hồng viên đạn không trúng lên người quan hồng bay thẳng vào trong phòng, sau đó phía sau lại một người bảo vệ xông vào. Sau cùng viên đạn đó bắn chúng vào tường, trên tường xuất hiện một lỗ thủng. Nhanh chóng yểm trợ Long Chủ ra khỏi phòng, Quan Hồng biết căn phòng này đã không an toàn nữa rồi, ngay lập tức ra lệnh cho bảo vệ yểm trợ Long Chủ ra khỏi phòng. Bảo vệ là người hộ vệ thân cận bên cạnh quốc vương Long Quốc, nguy hiểm bất ngờ đến có thể dùng thân đỡ đạn cho quốc vương Long Quốc. Bọn họ biết căn phòng rất nguy hiểm, khả năng vẫn còn có tay súng bắn tỉa ảo đó sẽ tiếp tục chĩa sung vào, nhưng nghe thấy mệnh lệnh của quan hồng, bọn họ đều không nghĩ nhiều, đều tiến vào phòng. Quan hồng đỡ long chủ ngồi dậy, sau đó kéo long chủ chạy theo vào phòng. Cận vệ đều theo sát đằng sau long chủ, dùng thân để yểm hộ long chủ ra khỏi phòng này. Nếu như có đạn bắn tới thì sẽ bắn vào người cận vệ trước. Triệu Minh Nguyệt trên tầng thượng bắn chết tên bắn tỉa kia, liền phát hiện ra ở tầng thượng tòa nhà bên đó vẫn còn rất nhiều tay súng bắn tỉa khác đang phục kích nhiều súng bắn tỉa như vậy tất cả đều chĩa vào phòng của long chủ triệu minh nguyệt đột nhiên bị sốc ngay lập tức bắn súng về phía bọn chúng păng 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 trên tầng thượng triệu minh nguyệt cũng đội đặc công cùng lúc nổ súng trong khi triệu minh nguyệt bắn tên súng bắn tỉa thì tất cả các đặc công xe đầu phân bố khắp khách sạn thiên long cũng đồng loạt nổ súng bắn về phía những tên bắn tỉa kia bởi vì họ nhìn qua chỗ kính bị vỡ đều nhìn thấy quan hồng cũng đám cận vệ đang yểm trợ long chủ chạy ra khỏi phòng không ít tên súng bắn tỉa bị triệu minh nguyệt và đội đặc công hạ nhưng đạn bọn chúng bắn ra bay về phía phòng của long chủ cũng chi chít nằm xuống tất cả nằm xuống long chủ cũng là người chinh chiến trăm trận lần này anh ta cũng dự cảm được có rất nhiều đạn đang bay tới ngay lập tức hạ lệnh cho tất cả nằm xuống long chủ cũng là người yêu lính như con không muốn bất kỳ người cận vệ nào vì che chắn đạn cho anh ta mà hy sinh vì vậy để bọn họ nằm xuống trước quốc vương long quốc hô xong nằm xuống trước tiên quan hồng và những người cận vệ nghe xong mệnh lệnh của long chủ hơn nữa lại nhìn thấy long chủ đã nằm xuống bọn họ cũng làm theo tất cả đều nằm xuống có thể không cần phải chết ai cũng không muốn chết. Quốc vương Long Quốc đã nằm xuống rồi, tự mình đứng đó, chính là chết một cách vô ích, không nhất thiết phải làm vật hy sinh một cách vô nghĩa như thế. Quan Hồng trực tiếp nằm trên lưng quốc vương Long Quốc, trọng trách bảo vệ Long Chủ. Vô số viên đạn bay xẹt qua các cận vệ, nhưng không có viên nào trúng người bọn họ. Bởi vì quốc vương Long Quốc Anh Minh, quyết đoán, những cận vệ này đều ẩn nấp khỏi trận đột kích của kẻ địch. Lúc này, trên tầng 26, những người tùy tùng nghe tin phòng long chủ bị tấn công dữ dội, bọn họ đều bị dọa hết hồn, và chạy ra khỏi phòng nhanh chóng chạy đến phòng của long chủ để giải cứu. Những tên súng bắn tỉa ở tòa nhà đối diện thấy không ít đồng đội của mình bị hạ bởi Triệu Minh Nguyệt và đội đặc nhiệm xe đầu, bọn họ đổi mục tiêu, định sẽ thanh lý Triệu Minh Nguyệt và đội đặc công xe đầu trước. Muốn giết được quốc vương Long Quốc, bọn họ phải bảo toàn mạng sống mới có cơ hội. Muốn giữ được mạng, Bắt buộc phải giết được Triệu Minh Nguyệt và đội đặc công xe đầu. Những tay súng bắn tỉa này đều là đều là những đặc công từ các thành phố khác của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đến thành phố Quốc Hòa để ám sát quốc vương Long Quốc. Cứ như vậy, tiểu đội đặc công xe đầu và đặc công của địch giao chiến trên hai tòa nhà. Chương 798 Long chủ gặp nguy hiểm. Khách sạn Thiên Long đã sớm cảnh giới nghiêm ngặt. Một tiếng súng vang lên các tướng sĩ đang phòng ở khách sạn Thiên Long lập tức biết có kẻ địch tập kích quốc vương Long Quốc, tất cả đều đã sôi nổi chuẩn bị gia nhập chiến đấu, phối hợp với tổ đặc công xe đầu cùng nhau đối phó với đội đặc công bên địch. Dưới sảnh lớn của khách sạn Thiên Long, đang trong khi đề phòng nhìn xung quanh, Hà Ngọc Vinh cùng với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đột nhiên nhìn thấy nơi xa ở tòa nhà bên kia lộ ra vô số tay súng bắn tỉa, lập tức chấn động. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng nghe lệnh, mau theo tôi đến tòa nhà đối diện tiêu diệt những tay súng bắn tỉa đó. Hà Ngọc Vinh lập tức phát ra mệnh lệnh, dẫn đầu hướng về phía tòa nhà kia đi qua. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cũng lập tức đi theo sau Hà Ngọc Vinh tiến về phía tòa nhà đối diện đi lên. Hỏa lực phía trên khách sạn Thiên Long đã triệt tiêu hoàn toàn các đặc công của địch ở tòa nhà đối diện. Những đặc công đó của địch căn bản là không thể nào thoát thân ra khỏi đây, chỉ cần bọn họ liều mình thoát thân ra khỏi, liền sẽ ngay lập tức nhận một viên đạn vào đầu. Bọn họ chỉ có thể che giấu trước, tránh ở chỗ tối lại tùy thời cơ mới có thể ra tay. Hà Ngọc Vinh mang theo đội đặc nhiệm Phượng Hoàng từ bên dưới mặt đất tiến lên, cơ hồ không phải gặp qua tập kích nào. Mục tiêu lần này của đội đặc công địch không phải Hà Ngọc Vinh cùng với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, mà là quốc vương Long Quốc. Trương Minh Nguyệt biết chính mình đứng ở trên sân thượng quá mức lộ liễu, mà tay súng bắn tỉa của kẻ địch tránh trong chỗ tối, tùy thời cơ sẽ có thể thình lình một phát bắn chết mình. Cô ta cũng không dám đứng trên sân thượng trong thời gian quá lâu, lập tức ngồi xổm xuống. Cô ta vừa mới ngồi xổm xuống, một viên đạn liền gào thét xẹt ngang tóc trên đỉnh đầu cô ta. Trương Minh Nguyệt lập tức bị dọa toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như mình ngồi xổm xuống muộn 0,01 giây, đã bị đạn bắn xuyên đầu. Cô ta thân là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu, kinh nghiệm tác chiến phong phú, khứu giác lại vô cùng nhạy bén. Vừa rồi bằng dự cảm, liền đã cảm giác được khả năng sẽ có tay súng bắn tỉa tránh ở chỗ tối hướng về mình nổ súng. Nếu vừa rồi không phải cô ta đối với nguy hiểm có dự đoán vượt mức quy định, hiện tại cô ta đã chết. Trương Minh Nguyệt sau khi ngồi xổm xuống, vẫn có cảm giác không thật sự an toàn như trước. Bởi vì viên đạn trong súng ngắm của kẻ địch có thể xuyên qua tường vây của sân thượng. Kẻ địch đã thấy được vị trí chính mình ngồi xổm xuống, một phát không trúng, khẳng định còn có lần nổ súng thứ hai vì thế sau khi cô ta ngồi xổm xuống lập tức ngay tại chỗ lăn một vòng trên sân thượng thật nhanh vừa mới lăn đi rời khỏi vị trí ban đầu một viên đạn trực tiếp bắn tường vây ra một cái lỗ trương minh nguyệt bởi vì phản ứng nhanh lẹ lại tránh thoát được một kiếp cô ta vẫn như cũ không dám dừng lại không ngừng lăn vòng những viên đạn tiếp theo đó không ngừng đục lỗ tường vây trên sân thượng nhưng bởi vì trương minh nguyệt kịp thời quay nhanh đều không có bị viên đạn nào bắn trúng tên tay súng bắn tỉa phía địch bên kia nhìn thấy vừa rồi Trương Minh Nguyệt đánh chết nhiều đồng lõa của anh ta như vậy, liền cắn lấy không bỏ qua Trương Minh Nguyệt, không ngừng hướng lên đài nổ súng, thể phải bắn chết cô ta cho bằng được. Bởi vì anh ta không mang tất cả mà hướng lên trên đài nổ súng bắn Trương Minh Nguyệt, đã làm bại lộ vị trí của chính mình, các đặc công của đội đặc công xe đầu phân bố khắp nơi trên các tầng lầu ở khách sạn Thiên Long đã nhìn thấy anh ta, đều mạnh mẽ nổ súng về phía anh ta. Phanh 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 một trận tiếng súng nổ vang lên, vô số viên đạn từ các phương hướng bay về phía tên tay súng bắn tỉa đang bắn lên trên đài kia. Tay súng bắn tỉa kia lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ, tuyệt vọng mà bỏ mình. Trên sân thượng sau khi Trương Minh Nguyệt lăn đến một góc, lập tức gọi điện thoại cho Lê Uy Long. Quốc vương Long Quốc ở khách sạn Thiên Long bị tập kích, việc này không phải là chuyện nhỏ, cần phải báo cáo tình huống cho hộ soái Lê Uy Long mới được. Lúc này Lê Uy Long đang ngủ say, nghe thấy di động của mình đột nhiên vang lên, lập tức bừng tỉnh lại. Vừa lấy di động qua liền nhìn xem, nhìn thấy là điện thoại của Trương Minh Nguyệt, anh lập tức tiếp lên nghe. Minh Nguyệt, có chuyện gì vậy? Lê Uy Long hỏi. Báo cáo hộ soái kẻ địch tập kích khách sạn Thiên Long, muốn ám sát quốc vương Long Quốc. Trương Minh Nguyệt nói. Lệ Uy Long vốn đang trong lúc không được thanh tỉnh nghe thấy Trương Minh Nguyệt nói như vậy, lập tức sợ tới mức hoàn toàn tỉnh táo. Là chuyện khi nào? lê uy long hỏi chính là ngay lúc này trương minh nguyệt nói tình huống hiện tại thế nào rồi lê uy long tiếp tục hỏi kẻ địch từ tòa nhà đối diện dùng súng ngắm vào phòng quốc vương long quốc nổ súng có rất nhiều viên đạn đã bắn vào phòng quốc vương long quốc hiện tại còn chưa rõ ràng lắm tình huống quốc vương long quốc trương minh nguyệt nói lê uy long nghe thấy vậy lập tức bị dọa cả người chảy mồ hôi lạnh nếu quốc vương long quốc bị đạn súng ngắm bắn trúng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ Tôi đã để cho các người tăng mạnh đề phòng, như thế nào lại phát sinh loại chuyện này vậy? Nếu Long chủ có chuyện gì không hay xảy ra, tôi sẽ đem các người ra hỏi tội." Lệ Uy Long phẫn nộ nói. "Là thuộc hạ sơ ý." Trương Minh Nguyệt hổ thẹn nói. "Long chủ có khả năng không có chuyện gì, các người nhất định phải toàn lực ngăn chặn kẻ địch, không thể để cho bọn chúng lại làm Long chủ bị thương." Lệ Uy Long nói. "Vâng." Trương Minh Nguyệt nói. "Tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ lập tức tới đó." Lê Uy Long biết được quốc vương Long Quốc bị tập kích, anh cần phải chạy tới đó cứu trợ. Quốc vương Long Quốc lại bị tập kích trong địa bàn của anh, nếu quốc vương Long Quốc có xảy ra chuyện gì không hay, anh cũng thoát không khỏi liên quan. Sau khi Lê Uy Long cúp điện thoại, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó liền chạy ra khỏi phòng. Chu Nhược Mai cùng với Nguyễn Tú Hằng đang trong phòng khách nhìn thấy Lê Uy Long đột nhiên từ trong phòng chạy ra, giật nảy mình. Lê Uy Long, anh định đi đâu mà gấp gáp như vậy?" Chu Nhược Mai hỏi. Chương 799 cứu giá. "Anh phải đi đến khách sạn Thiên Long một chuyến." Lê Uy Long nói. "Đến khách sạn Thiên Long làm gì?" Chu Nhược Mai lại hỏi. "Có chuyện vô cùng khẩn cấp, quốc vương Long Quốc bên kia đang nguy cấp ngàn lần." Lê Uy Long không rảnh giải thích cùng với Chu Nhược Mai, vừa chạy đi vừa nói. Chu Nhược Mai cùng với Nguyễn Tú Hằng chưa từng thấy qua một Lê Uy Long gấp gáp như vậy đều đang ngây ngẩn cả người. Lệ Uy Long luôn luôn là kiểu người cho dù núi sập trước mặt cũng sẽ không có gì biến đổi, nhưng lại không giống lúc này. Lúc này là chuyện liên quan đến an nguy của quốc vương Long quốc, thậm chí là an nguy của toàn bộ Long quốc, anh không thể không vội. Sư đoàn dũng sĩ, mau lên xe cùng tôi đến khách sạn Thiên Long cứu giá. Lệ Uy Long chạy ra ngoài biệt thự liền hô lớn. Lệ Uy Long tuy rằng đi cứu trợ nhưng vẫn là để lại hộ vệ biệt thự tinh nguyệt để bảo hộ khu nhược mai. Nhớ đâu kẻ địch biết được biệt thự tinh nguyệt chống không, lại đến đánh lén biệt thự tinh nguyệt, bắt đi vợ của mình, đó cũng là một chuyện vô cùng phiền toái. Chính mình không thể trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch. Muốn cứu quốc vương Long Quốc, có một ngàn tướng sĩ của sư đoàn dũng sĩ vậy là đã đủ rồi. Hơn nữa, trong khách sạn Thiên Long vốn dĩ đã an bài rất nhiều binh lực phòng thủ, chỉ cần quốc vương Long Quốc có thể tránh thoát khỏi vòng tập kích thứ nhất, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu như quốc vương Long Quốc đã tránh không khỏi vòng tập kích đầu tiên của kẻ địch, vậy mình mang đến nhiều người qua đó, cũng sẽ không thay đổi được gì. Một ngàn tướng sĩ sư đoàn dũng sĩ nghe thấy mệnh lệnh của Lê Uy Long, lập tức nhanh nhẹn lên xe. Sau khi Lê Uy Long lên xe, liền dẫn đầu sư đoàn dũng sĩ nhanh như chớp mà lao tới khách sạn Thiên Long cứu giá lê uy long đột nhiên vội vã như vậy chạy đến khách sạn thiên long rốt cuộc để làm gì vậy nguyễn tú hằng phục hồi tinh thần lại nói anh ấy chắc hẳn là có chuyện đặc biệt khẩn cấp chuyện đặc biệt quan trọng chu nhược mai nói hiện tại thành phố quốc hòa đã không còn chiến tranh sao lại còn có chuyện khẩn cấp như vậy chẳng lẽ lại có trận chiến khác sao nguyễn tú hằng nói ai biết đâu bất quá vừa rồi tớ nghe được anh ấy ở bên ngoài nói đi đến khách sạn thiên long cứu giá chu nhược mai nói cứu giá, cứu cái giá gì vậy? Chỉ có cứu quốc vương Long quốc mới có thể gọi là cứu giá." Nguyễn Tú Hằng nói. "Đừng nói là quốc vương Long quốc đến thành phố Quốc Hòa đấy chứ." Chu Nhược Mai suy đoán nói. Trước đó Lê Uy Long cũng không có nói cho cô biết, quốc vương Long quốc đã đến thành phố Quốc Hòa. Bởi vì hành tung của quốc vương Long quốc là tuyệt mật, Lệ Uy Long sẽ không nói cho cô. Nghe cậu nói như vậy, thật đúng là có khả năng này ngoại trừ đi cứu quốc vương long quốc không còn chuyện gì có thể làm cho lê uy long nôn nóng như vậy nguyễn tú hằng nói khó trách sáng nay lê uy long nhận được một cuộc điện thoại liền lập tức rời đi chu nhược mai nhớ tới sáng nay lúc đang trong phòng tắm làm loại chuyện này cùng với lê uy long sau khi lê uy long nhận được một cuộc điện thoại có thể bỏ mặc không khí vợ chồng lưu luyến liền chạy đi ngoại trừ đi nghênh đón quốc vương long quốc còn có chuyện gì có thể làm cho Lê Uy Long hộ quốc hộ soái ở cái loại thời điểm này chạy ra đi như vậy? Không nghĩ tới quốc vương Long Quốc cư nhiên lại đến thành phố Quốc Hòa, tớ còn chưa từng thấy được quốc vương Long Quốc, hay là chúng ta đến khách sạn Thiên Long, nhìn xem quốc vương Long Quốc đi. Nguyễn Tú Hằng nói, cậu đừng có làm loạn, quốc vương Long Quốc là thân phận gì chứ? Quốc vương Long Quốc không phải là người chúng ta muốn gặp là có thể gặp, Chu Nhược Mai nói. Cậu không cần tự hạ thấp thân phận, Cậu đừng quên, cậu là vợ của hộ soái. Cậu hoàn toàn có tư cách nhìn thấy quốc vương Long quốc. Tớ đi theo cậu đến đó, cũng có thể được một lần thấy dung mạo của quốc vương Long quốc." Nguyễn Tú hằng nói. "Hiện tại không phải quốc vương Long quốc đang gặp nguy hiểm sao? Chúng ta đừng lại đi thêm phiền." Chu Nhược Mai nói. Lúc này, trong khách sạn Thiên Long, Quan Hồng ở trong phòng, không nghe thấy thanh âm có đạn lại bắn vào, liền biết đặc công phía địch đã bị áp chế lập tức nhanh chóng quyết định hô lớn mau đứng lên dẫn quốc vương long quốc ra khỏi phòng những cấm về kia nghe thấy mệnh lệnh của quan hồng lập tức nhanh nhẹn từ trên mặt đất bỏ lên lúc này quốc vương long quốc đều đã bị ép tới mức có chút không thở nổi long chủ chúng ta đi quan hồng trước tiên đỡ quốc vương long quốc lên được mọi người mau nhanh chóng rời khỏi phòng này quốc vương long quốc vừa đứng lên vừa nói mà lúc này những quan chức đi theo đó đều đã nhanh chóng chạy tới cửa phòng Quốc Vương Long Quốc, muốn cứu giá. "Long chủ, ngài không có việc gì chứ?" "Long chủ, ngài có bị thương hay không?" "Long chủ, thuộc hạ cứu giá chậm chế, xin nhận tội." Các vị quan chức đều chặn ở cửa phòng, xôn xao nói. "Mau tránh ra, đừng chặn ở cửa." Quan Hồng nhìn thấy trong lúc nguy cấp này, những quan chức này thế mà lại chặn kẹt cửa phòng, phẫn nộ hét lớn. "Chắn kín ở cửa." cái này căn bản không phải là cứu giá, mà là muốn tới hại quốc vương Long Quốc đây mà. Những đại thần này nghe thấy quan hồng giống giận, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nhanh nhẹn tránh ra, nhường ra một đường đi. Quan hồng trước tiên giữ lấy quốc vương Long Quốc, chạy ra khỏi cửa phòng nghỉ. Những hộ vệ đó theo sát phía sau quốc vương Long Quốc, dùng thân thể mạnh mẽ hiểm hộ quốc vương Long Quốc. Sau khi Trương Minh Nguyệt gọi điện thoại báo cáo cho Lê Uy Long, lập tức từ trên sân thượng đứng lên, chuẩn bị chiến đấu. Cô ta mới vừa đứng lên, liền nhìn thấy bên tòa nhà đối diện có một người đặc công của địch đang nấp trong chỗ tối cầm ống phóng hỏa tiễn nhắm ngay vào phòng quốc vương Long quốc. Thấy tình hình như vậy, Trương Minh Nguyệt lập tức hoảng sợ. Nếu như để cho đối phương đem đạn hỏa tiễn bắn vào trong phòng quốc vương Long quốc, quốc vương Long quốc trước đó không bị đạn bắn chết, bây giờ hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Chương 800 bảo vệ quốc vương trương minh nguyệt lập tức bắn liên tục mấy phát về hướng của tên địch đang vác súng bazooka. bằng 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 một loạt tiếng súng nổ lên não ngực của tên đặc vụ địch đang vác súng bazuka đều bị trúng đạn tên đặc vụ của địch liền ngã về sau đồng thời thu ngón tay vào bóp trúng cỏ súng viên đạn rít vọt ra bắn trúng trần nhà căn nhà của cô ta đang ở đã trực tiếp bắn xuyên qua trần nhà dầm lúc viên đạn bắn trúng trần nhà căn thứ hai đã phát sinh vụ nổ uy lực sức nổ vô cùng lớn, vụ nổ làm vỡ kính miễn và bức tường của cả tòa nhà. Những đặc vụ ẩn nấp xung quanh cũng bị văng ra ngoài, từ trên cao văng xuống đất. Hà Ngọc Vinh vừa dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đến tòa nhà gần đó, đột nhiên thấy trên lầu xảy ra vụ nổ, có không ít người từ trên cao rơi xuống, liền vội vàng lần lượt tránh ra. Năng lực phản ứng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đều vô cùng nhanh nhẹn, nếu không, sẽ có rất nhiều đội viên bị những người ở trên rơi trúng. Lúc này Quốc Vương Long Quốc và Quan Hồng đang chạy ra khỏi phòng, nghe thấy tòa nhà đối diện đột nhiên xảy ra vụ nổ đều quay lại nhìn. Thông qua kính cửa sổ, bọn họ đều thấy tòa nhà đối diện có không ít người bị văng ra, lần lượt rơi xuống đất. Tại sao tòa nhà đối diện lại đột nhiên phát nổ chứ? Quốc Vương Long Quốc hỏi. Quốc Vương Long Quốc, đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng này trước đi rồi nói." Quan Hồng nói. Được Quốc Vương Long Quốc cũng cảm thấy ngay lúc này không nên hiếu kỳ như vậy, thoát khỏi nguy hiểm trước rồi nói. Đợi sau khi thoát khỏi nguy hiểm, rồi hỏi sau cũng được. Thế là, Quốc Vương Long Quốc với Quan Hồng và cả hộ vệ đều nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Sau khi chạy ra khỏi phòng, Quan Hồng tiếp tục dẫn Quốc Vương Long Quốc chạy ở hành lang. Các vị quan chức cũng cùng nhau chạy ra khỏi nơi nguy hiểm này. Sức nổ của đạn bazooka không thể nổ hết cả tòa nhà được. Sau khi đợi đồ vật rơi hết, Hà Ngọc Vinh và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng lập tức xông vào tòa nhà này. Lúc này đặc vụ của địch ở tòa nhà đối diện đã bị thương hơn một nửa, bọn họ đều thấy Hà Ngọc Vinh dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng vào tòa nhà mình đang đứng, tất cả đều bắt đầu sợ. Hành động của bọn họ đã thất bại, nhưng dưới lầu toàn là người của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, bọn họ đều biết bọn họ không còn đường để thoát nữa. Bọn họ không muốn ngồi chờ chết, nên đã ra canh các cửa thoát hiểm và cầu thang chuẩn bị quyết sống chết với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng. Những hộ vệ khác phụ trách bảo vệ quốc vương Long Quốc của khách sạn Thiên Long đều không có theo Hà Ngọc Vinh và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng xông qua đó, mà lại đứng ở đó tiếp tục bảo vệ khách sạn Thiên Long. Bởi vì bây giờ rốt cuộc bên địch có bao nhiêu người, bọn họ cũng không rõ. Nếu như đều xông lên tòa nhà đó, lỡ như địch nhân cơ hội lẻn vào, tấn công khách sạn Thiên Long, vậy thì không tốt. Bảo vệ quốc vương Long Quốc mới là nhiệm vụ quan trọng. Và lại, bọn họ cũng biết sức chiến đấu của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, do bọn họ ra tay, đối phó những đặc vụ kia, là đã dư sức rồi. Hà Ngọc Vinh dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng cẩn thận từ cầu thang tấn công lên trên. Đặc vụ trên lầu ngoan cố chống lại, đều đã bị đội đặc nhiệm Phượng Hoàng bắn chết. Trương Minh Nguyệt trên sân thượng khách sạn Thiên Long thấy được Hà Ngọc Vinh dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng bao vây đặc vụ bên tòa nhà kia, thì cô ta đã biết những đặc vụ kia sắp tiêu đời rồi. Đến thời điểm bây giờ, cô ta vẫn chưa biết quốc vương Long Quốc còn sống hay đã chết, liền lập tức xuống lầu, chạy đến tầng 26, xem thử tình hình của quốc vương Long Quốc. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 37